Cuộc đời cha Pio năm dấu. Chương 1. Thầy Pio. Francisco hiền lành ngoan ngoãn. Đến đây. Francis. Mày không muốn chơi sao? Đứa con trai nhà quê mảnh khảnh cười nhút nhát và lắc đầu từ chối lời mời của ba đứa con trai khác lớn tuổi hơn. Chúng khoảng 14 tuổi và nổi tiếng là hung dữ, náo động nhất làng. Tại sao không? Một đứa lớn nhất ra đứng chặn đường, hất hàm hỏi. Francis né tránh cái nhìn hăm dọa của nó và cậu xin tha. Thôi, để cho bé đi, một trong ba đứa vừa chế giễu vừa thúc cùi chỏ vào tấm thân gầy yếu của Francis. Francis cảm thấy đau nhói, nước mắt lưng tròng. Cậu đưa mắt cầu cứu với đứa thứ ba mà nó cũng chỉ đứng nhìn cậu một cách tò mò. Cũng vô ích, cũng chẳng tử tế gì hơn. Cậu thấy có một khoảng trống giữa hai đứa nó nên vội chạy lẻn qua, để lại đằng sau tiếng cười khoái trá của bọn chúng. Hai đứa lớn la hét ầm ĩ như muốn đuổi theo đứa trẻ xấu số. Nhưng đứa thứ ba giơ tay chặn lại. Thôi tha cho nó. Tụi bay to gấp đôi nó mà. Bây giờ chỉ còn một mình Francis lững thững trên đường. Và cậu quẹo vào một con dốc nhỏ dẫn đến khu vực nghèo nhất trong làng. Đó là Piacenza thuộc tỉnh Benevento ở phía nam nước Ý. Mà 8 năm trước, ngày 25 tháng 5 năm 1887, cậu sinh ra tại đây. Bố mẹ cậu mua được một căn nhà làm bằng đá nghèo nàn. Chỉ có một tầng và hai phòng ở số 27 đường Vico Storto Valla. Đó là con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, có nghĩa đường thung lũng ngoằn ngoèo, luồn qua một khu vực tách biệt hẳn với con phố lớn mà khu vực đó đã trở thành một ngôi làng với những con đường lát sỏi hỗn độn có những căn nhà làm bằng đá nhỏ bé. Khiêm tốn, đã xám xịt theo thời gian, với những cánh cửa sổ thô sơ nhỏ hẹp. Khi Francis về đến nhà thì nắng đã chói chang trên con đường Vico Storto Valla. Vào buổi sáng ngay sau khi cậu sinh ra trong căn phòng kín đáo phía sau nhà, cậu được rửa tội tại nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần và lấy tên thánh là Francisco để vinh danh thánh Francisco Assisi. Việc cậu chào đời cũng không được chú ý lắm. Cũng chỉ là một đứa bé sinh trưởng trong căn nhà tồi tàn thuộc một khu phố nghèo. Và đối với cha mẹ cậu, thêm cậu chỉ là thêm một miệng ăn. Sau này, cộng với người anh của cậu là Michael, lại có thêm ba đứa nữa là Felicia, Pellegrina và Grazia. Hai đứa nữa là Francisco và Amalia đã chết sau khi sinh được vài tháng. Francis, mẹ cậu kêu lên cách sửng sốt khi cậu đẩy cửa bước vào nhà, con ở đâu vậy? Francis thưa, con rảo bộ, và cậu nhận ra rằng mình vắng nhà đã khá lâu nữa, là Francisco và Amalia đã chết sau khi sinh được vài tháng. Francis, mẹ cậu kêu lên cách sửng sốt khi cậu đẩy cửa bước vào nhà, con ở đâu vậy? Francis thưa, con rảo bộ, và cậu nhận ra rằng mình vắng nhà đã khá lâu. Nhưng cậu không muốn kể cho mẹ nghe về việc mấy thằng du côn trong làng chặn đường. Rảo bộ. Những 3 giờ đồng hồ. Con nghĩ là mình giàu lắm hay sao để có thời giờ rảo bộ? Thưa mẹ không. Francis trả lời cách hiền từ. Và cậu xin lỗi mẹ. Cậu không vui khi thấy mẹ lo lắng. Trán mẹ cậu đầy những nếp nhăn trên đôi mắt nâu quầng đen và đôi môi mỏng,
nhợt nhạt của bà dường như chưa bao giờ nở một nụ cười. Mớ tóc nâu của bà được búi ra đằng sau càng làm nổi bật những đường nét của một khuôn mặt khắc khổ. Dù bà còn trẻ nhưng lúc nào bà cũng mệt. Đời sống của bà thật khó khăn và cậu không muốn làm khổ mẹ thêm nữa. Con thấy mấy con chim đẹp quá. Mẹ, cậu lên tiếng. Hy vọng sẽ giúp mẹ cậu nghĩ đến những gì dễ thương, nó có đôi cánh vàng và bay lượn trên trời như thiên thần. Dưới những đám mây, rất gần Chúa. Bà không thể làm gì hơn là nở một nụ cười trong ánh mắt rạng rỡ của đứa con. Bà lắc đầu thở dài. Cậu là một đứa con trai hiền lành và đẹp trai, nhưng thật yếu ớt và thật khác biệt với những đứa con khác. Tương lai của cậu sẽ ra sao? Tên Maria Josepha Genunzio Foggioan là tên thật của bà Josepha. Bà lấy ông Orazio Foggioan, một nông gia đẹp trai, nước da ngăm đen, với đôi mắt sâu và mớ tóc màu hạt dẻ sậm. Hai người, cùng với các con cầy bừa trên mảnh đất rộng hai mẫu mà họ tậu được ở cách Piacenza không xa lắm. Chồng bà, có khi được gọi là Giorgio, là những tên thân mật thường được dùng để gọi những người lớn tuổi trong miền Nam và Trung nước Ý. Bà Giuseppa để Francis ở nhà trông coi ba đứa em gái trong khi bà ra đồng để giúp chồng và đứa con cả đem rau trái về nhà. Con phải trông mấy đứa em? Bà nghiêm nghị nói với Francis. Hôm nay đừng giảo bộ nữa. Cậu giấu sự đau khổ trong đôi mắt nâu. Lý Nhi thưa. Dĩ nhiên là không. Thưa mẹ. Không bao giờ cậu dám chỉnh mảng trách nhiệm. Trong khi mẹ vắng nhà, Francis đến gần cửa sổ để hưởng những làn gió mát thổi qua khi mặt trời từ từ xuống thấp trên bầu trời mùa hạ ở Piacenza. Cậu có thể nghe thấy tiếng trẻ nô đùa cách đó không xa lắm. Trong sân nhà thờ nhỏ bé cũ kỹ, được dâng kính thánh Pio V, nhưng cậu không muốn tham dự cuộc chơi với chúng. Cậu thấy mãn nguyện khi đứng ở cửa sổ và theo dõi bóng hoàng hôn đổ trên vách tường đá của căn nhà đối diện và làm thâm đen những vết nứt của con đường làng. Khi Francis nghe thấy tiếng lọc cọc của chiếc xe gỗ được kéo bởi con lừa nâu nhỏ là tài sản quý báu của gia đình Foggioan, thì trời đã nhá nhem tối. Anh của cậu, một người cao và gầy với mái tóc nâu sậm, vừa đi với cha vừa thúc con lừa. Trên khuôn mặt họ đầy bụi và mồ hôi. Phía sau, bà Giuseppa cẩn thận đưa tay giữ cái thúng rau trái đội trên đầu. Francis, ra giúp mẹ. Ông Orazio cất tiếng gọi một cách mệt mỏi. Ông đặt cái cuốc xuống và ra hiệu cho Michael tháo dỡ đống rau trái đầy ắp trên xe. Sau khi được rửa sạch, mớ rau trái sẽ được đem ra chợ bán vào sáng hôm sau. Ngoại trừ vào mùa đông, từ sáng tinh sương cho đến khi tối mịt, công việc cứ thế tiếp tục. Ngày này sang ngày khác, năm này sang năm nọ, không bao giờ ngừng. Họ chia sẻ mảnh ruộng đó với một người bà con để giúp trả tiền thuế và lúc nào cũng đầy thực phẩm. Dù họ làm việc vất vả nhưng trong nhà không bao giờ có dư được 5 đồng lira, khoảng 1 đô la vào thời đó. Khi những công việc trong nhà đã gần xong, gia đình Foggioan quây quần trong cái bếp mộc mạc, bàn ghế thưa thớt để lần chuỗi mai khôi. Như tất cả những người trong làng coi tôn giáo là khởi đầu, cùng đích và lý do để tồn tại, ông bà Orazio cũng nuôi nấng con cái một cách nghiêm khắc. Trung thành của người nông dân đặt Thiên Chúa lên trên hết.
Bà Giuseppa nhìn đứa con trai nhỏ đang quỳ một cách thành kính trên nền đá bên cạnh chiếc bàn gỗ sần sùi. Bà đặt bàn tay rám nắng, chai lì lên mái tóc của nó và vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán. Ông Orazio ngồi trên chiếc giường sắt cách đó chừng một sải tay, tạo thành chiếc bóng đen trên bức tường quét vôi trắng trơ trụi. Ông quan sát bà một cách kín đáo khi bà vuốt ve mái tóc đứa con. Chính ông cũng thấy Francis không giống như những đứa con khác. Trong tư tưởng thầm kín, ông cũng nghĩ như bà, tương lai của nó sẽ ra sao. Francisco Ham cầu nguyện và giữ mình. Vào một buổi sáng tháng 8, bà Giuseppa thấy con mình ngủ trên sàn đá. Bà gọi, Francis, đã đến giờ rồi. Thức dậy đi. Thân thể của cậu cuộn tròn như trái banh, đầu gối lên cánh tay trắng, nhỏ nhắn. Cậu không ngủ ở trên giường. Thưa mẹ, vừa chào Francis vừa nheo mắt vì ánh nắng buổi sáng rọi vào phòng. Cậu ngồi bật dậy. Tại sao mẹ lại thấy con ngủ ở trên sàn nữa vậy? Con cầu nguyện. Con cầu nguyện ở đâu? Con không biết. Lúc ấy trời tối lắm và mọi người đều ngủ cả. Rồi con ngủ thiếp đi. Bà vung tay một cách tuyệt vọng. Mẹ không biết phải làm gì với con. Con không biết là sàn nhà cứng và lạnh lắm không? Con sẽ bị đau nữa đó, đó. Bà biết cậu dễ bị cảm lạnh. Và đã có lần chứng đau bụng và nóng sốt của cậu đã khiến vị bác sĩ phải cảnh giác bà. Nhưng khi không có ai ở trong nhà, cậu đã lấy vài trái ớt trong mớ rau trái của bà và ăn sống. Sau đó mọi người đều ngạc nhiên vì ngày hôm sau cậu đã bình phục. Mẹ đừng lo. Francis nói một cách quả quyết. Cậu nhìn mẹ mỉm cười. Hy vọng bà sẽ quên chuyện đó. Bà lẩm bẩm. Đừng có lo. Làm sao mẹ không lo khi bệnh tật và tử thần đã đến căn nhà này quá thường xuyên? Bà quay sang đứa con cả đang đứng ở góc phòng, sửa soạn thay quần áo để ra đồng ruộng. Bà khuyên cáo, con đừng nói điều này với bất cứ ai. Mấy đứa trong làng sẽ chế giễu Francis đó. Michael gật đầu vâng lời. Cậu thầm nghĩ, không hiểu tại sao Francis lại thức giấc vào nửa đêm để cầu nguyện làm gì và ai có thể ngủ trên cái sàn nhà lạnh lẽo này được. Francis cởi bộ quần áo ngủ để mặc cái quần đen, dài tới đầu gối giống như cha và anh cậu. Cái áo ngắn tay màu trắng của cậu đã bị sờn vai và theo thời gian đã biến thành màu cháo lòng, là của anh Michael để lại vì mặc không vừa. Bây giờ Francis đã lớn để có thể theo cha mẹ ra làm việc ngoài đồng áng, và công việc của cậu là đem nước uống cho những người làm ruộng. Vì đó là ngày trước lễ Đức Mẹ giải thoát, là đấng đã bảo vệ ngôi làng này khỏi bệnh dịch tả cách đây một thế kỷ, nên mọi người đều vội vã cho kịp công việc. Cháu có đi lễ không? Một trong những người lao động hỏi cậu. Thưa có. Francis trả lời cách lễ phép. Không một ai trong ngôi làng 3.000 người, kể cả Francis, dám nghĩ đến việc bỏ lễ. Đó là lúc vui sướng của những nông dân, là khi họ có thể tạm quên những giờ mệt nhọc dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, để ca hát nhảy múa và làm ra vẻ như không có gì đáng lo. Đời sống của những nông dân siêng năng, hiền lành thật khó khăn và thường thảm khốc. Sự ẩm thấp và điều kiện sống tồi tệ khiến bệnh tật trở nên thường xuyên, và hàng năm lụt lội lại đe dọa ngôi làng.
khiến dân chúng và súc vật phải di chuyển đến công trường nhà thờ cách xa những con đường nhỏ hẹp. Nguy hiểm. Nhưng họ cũng không biết đi đâu. Và mỗi lần lụt lội chấm dứt, họ trở về và bắt đầu lại. Francis đang mơ màng thì nhận ra một nông dân khát nước đang dùng cuốc để vẫy cậu lại. Cậu nói lớn, "Cháu đến ngay." Francis không ngại làm việc ở ngoài đồng. Dù cậu rất chóng mệt, nhưng nó đem cho cậu cơ hội để nhìn ngắm cánh đồng lúa vàng, trồng bắp, khoai và rừng cây ô liu và cây ăn trái. Đối với cậu, đó là một quê hương xinh đẹp và cậu vui sướng được ở đây. Nó giúp cậu cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa. Vào ngày lễ, các con trai và thanh niên trong làng cùng những vòng tròn trên con đường đá sỏi ở Piacenza để nhảy múa với các thiếu nữ. Francis cảm thấy gió như mơn man mái tóc bồng bềnh khi cậu cùng nhảy múa với họ. Một thiếu nữ xinh đẹp, với mái tóc đen dài và chiếc áo đầm màu vàng nhạt, đang tròn xoe đôi mắt nhìn cậu. Và rồi cô cắt ngang vòng tròn đến đứng cạnh Francis. Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu. Một thanh niên trêu ghẹo cậu. Coi thằng Francis kìa. Francis đỏ mặt nhưng kịp thời trả đũa. Tại anh xấu xí quá nên không ai thèm nhảy với anh đó mà. Mọi người cùng cười ồ khoái chí. Francis rất nổi tiếng trong bọn họ vì phong cách lễ độ và trầm lặng của cậu. Về vấn đề phụ nữ, cậu có ảnh hưởng tốt với mọi người, nhất là những người trẻ phóng túng và cứng đầu. Chính họ cũng biết là cậu không giống như những người khác. Từ nhà hay từ cánh đồng, họ có thể nhìn thấy cậu lững thững một mình, băng ngang qua bãi cỏ, trèo lên một đỉnh núi gần đó và ngồi hàng giờ cầu nguyện. Họ không hiểu điều đó, nhưng họ chắc rằng những giờ cô độc đó hẳn phải có một ý nghĩa gì. Bà Josepha và ông Orazio quan sát cậu thật kỹ. Cậu tìm cách tách ra khỏi vòng tròn để tránh tiếp xúc với người thiếu nữ trong chiếc áo đầm vàng nhạt. Ông Orazio nhìn vợ, và dù không nói một lời họ như đồng ý với nhau một điều gì. Ông nhớ lại điều mà người hàng xóm đã từng nói với ông khi Francis đang chăn cừu và sự cô độc như trùm lấp lấy cậu trong vẻ đẹp của thiên nhiên ở chung quanh. Hãy nhìn vị thánh nhỏ của ông kìa. Nó không thuộc về chỗ này. Có tiếng nói sau lưng ông Orazio. John Salvatore Panulo, một linh mục trong xứ và cũng là người bà con xa với gia đình Foggioan, gật đầu chào ông Orazio và choàng tay lên vai ông. Cha John Salvatore là người cao lớn, bệ vệ với mái tóc nâu và đôi gò má đỏ ửng. Ông Orazio hỏi, cha muốn nói gì? Cha John Salvatore cười. Tôi muốn nói Francis có việc tốt hơn để làm. Tôi không biết có gì tốt hơn. Hắn biết. Vừa nói cha John Salvatore vừa chỉ tay về Francis đang lầm lũi trên con đường dẫn ra khỏi phố. Ông có biết là đã có lần Francis nói với tôi là nó muốn làm linh mục dòng Francisco không? Bà Josepha giật mình. Nó nói với cha khi nào vậy? Tôi nghĩ là khi nó 5 tuổi. Ông Orazio mỉm cười. Gật đầu. Có lần nó thấy một tu sĩ dòng Capuchin và nói với tôi là nó muốn trở thành một tu sĩ với hàm râu dài. Mọi người phá lên cười vui vẻ. Francisco muốn đi tu. Ba cậu qua Mỹ kiếm tiền cho cậu đi học. Một ngày kia, Francis thưa với cha, con muốn làm tu sĩ.
tốt lắm, Tư Lự đôi chút, nếu con học giỏi, cha sẽ giúp con trở thành một tu sĩ, nhưng không phải tu sĩ đi ăn xin. Những tu sĩ đi xin ăn chỉ được vài người chào đón, nhưng thường thì họ đóng cửa vào mặt, và có khi người ta lại xua chó đuổi họ. Cho đến khi chiến tranh, các thầy Capuchin là các thầy hay trợ sĩ thực sự chứ không phải linh mục, thường đi xin ăn với cái bị trên vai. Một trong ba nhánh độc lập của dòng Francisco là dòng Capuchin được sáng lập bởi Matteo Gabbasio năm 1525 để phục hồi một quy luật của thánh Francisco Assisi và trở nên một nhà dòng lớn thứ tư thế giới về số linh mục và các thầy. Có khi họ để râu, mặc áo màu nâu thắt dây lưng trắng, đi dép và gắn liền với chiếc áo là một cái mũ trùm đầu nhọn hoắt, bởi thế họ được gọi là Capuchin. Lòng hăng hái muốn đi tu của Francis đã khiến ông bà Orazio phải đối phó với một vấn đề quan trọng: làm thế nào có thể dạy con để trở nên một linh mục khi họ quá nghèo. Họ biết rằng để gia nhập một chủng viện, nền giáo dục vững chắc là điều cần thiết, và điều đó rất tốn kém. Ông Orazio bắt đầu bàn hỏi với gia đình và bạn hữu về việc từ giã Piacenza để tìm một công việc khác hầu kiếm tiền cho Francis ăn học. Ông nói với bà Giuseppa, rất có thể tôi sẽ đi Naples hay Roma, nhưng sau cùng ông chọn sang Hoa Kỳ vào mùa xuân tới. Đó là một ngày vừa vui vừa buồn cho gia đình Foggiuan. Mặc dù ước mơ của Francis sẽ trở thành sự thực, nhưng mọi người đều cảm thấy lưu luyến ông Orazio. Vào ngày ông ra đi, bà Giuseppa đứng lặng buồn với năm đứa con, như đã cảm thấy sự cô đơn trùm lấp. Bà lặng lẽ thúc giục từng đứa đến chào tạm biệt ông. Francis thì thầm, con sẽ cầu xin với Chúa cho ba. Và đôi mắt buồn thảm, sâu đen của ông Orazio đã đong đầy nước mắt. Hàng tuần ông Orazio đều đặn gửi về cho bà Giuseppa $5. Cùng với những người khác cũng quê quán ở Piacenza, ông tìm được một việc lao động, làm đường giày xe lửa, ở Jamaica, Queens, ở New York. Bây giờ bà Giuseppa đã có thể nói với Francis, con sẽ bắt đầu đi học. Francis vui mừng biết bao, cậu gần như muốn khóc vì sung sướng. Vì các trường ở miền Nam nước Ý thì ít mà lại đông học sinh nên bà Giuseppa cho con theo học một thầy dạy tư, là ông Gian Domenico Tizzani, một người tu xuất ở Piacenza. Đối với những người trong làng, ông nổi tiếng là một thầy giáo giỏi, nhưng sau một thời gian rõ ràng là không có tiến bộ. Dường như Francis có trở ngại với ông. Cậu thường đến nhà thờ dự lễ trước khi đến lớp, và cậu cũng là người đầu tiên đến nhà thờ sau khi tan học và trước khi về nhà. Một ngày kia, ông Gian Domenico thẳng thừng than phiền với bà Giuseppa. Francis mất quá nhiều thì giờ để đi dự lễ mỗi buổi sáng. Tôi nghĩ nó nên trở về với công việc đồng áng thì tốt hơn. Bà Giuseppa lặng người và sững nhìn ông. Ông không nói đùa chứ? Bà khẩn khoản. Chúng tôi làm việc vất vả, và chồng tôi phải hy sinh sang Hoa Kỳ làm việc. Tôi biết Francis muốn đi học. Xin ông kiên nhẫn với cháu. Tôi sẽ bảo cháu. Francis phản ứng một cách tức giận với lời than phiền của ông Gian Domenico. Thế ông ấy bảo cái đầu con không tốt à? Còn ông ấy thì sao? Đầu ông ấy không nói cho ông biết là ông ấy đang sống trong tội à? Bà Giuseppa thở dài.
không biết phải làm sao. Nhưng trong sự hiểu biết đơn giản của bà thì Francis chắc chắn phải theo học một thầy khác. Bà đến với giáo sư Angelo Cavaco. Nhưng ông do dự nhận Francis làm học trò vì ông có nợ tiền bạc với Don Domenico Tizzani. Một cách tuyệt vọng, bà Giuseppa cầu khẩn với anh rể của Cavaco là người nói rằng nếu Cavaco không chịu nhận dạy Francis thì ông ấy sẽ không bao giờ để vợ mình, là chị của Cavaco, đến nhà ông này nữa. Cuối cùng giáo sư Angelo phải chịu thua. Mọi sự tiến triển tốt đẹp và Francis được khởi sự học toán. Cậu tỏ ra thông minh và sẵn sàng học hỏi một cách chăm chỉ. Không bao lâu, cậu học cả văn phạm Ý và Latin. Cavaco nói với bà Giuseppa, con của bà không bao lâu sẽ dạy cả tôi nữa. Bà thật hân hoan và vội chạy đến nhà cha John Salvatore để nhờ viết lá thư báo tin vui cho chồng. Khi ông Orazio nghe tin, ông đã trả lời một cách hoan hỉ. Bây giờ mọi sự sẽ đâu vào đó. Francisco vào dòng thánh Francisco chọn tên là Pio. Francis được 15 tuổi khi cậu vào dòng Capuchin ở Morcone ngày 3 tháng Giêng 1903 để bắt đầu những năm đệ tử sinh. Cậu thấy hồi hộp và tay như cứng lại khi gõ cửa nhà dòng. Không nói một lời, một đệ tử sinh trẻ dẫn cậu ngang qua dãy nhà đèn mờ đến gặp cha Thomas Monte Sant'Angelo, giám đốc đệ tử viện. Cha Thomas nói, mừng con đến Morcone. Ngài có vẻ hài lòng. Francis ngượng ngập chào đáp lễ. Dường như cậu còn bàng hoàng vì sự rộng lớn và nghiêm trang của căn phòng và bộ y phục đơn sơ của cha Thomas. Cậu biết, đây không phải trò đùa. Những ngày đùa giỡn trên đường phố ở Piacenza hay lang thang trên cánh đồng sẽ không còn nữa. Bạn có nhớ nhà không? Một đệ tử sinh hỏi cậu. Họ cùng ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng bé tí teo. Francis lắc đầu và nói, tôi không hối hận chút nào. Đây là chỗ của tôi. Nhưng cậu cũng thường nhớ đến mẹ Giuseppa, bố Giuseppa, bố Orazio và các anh em của cậu. Và có khi nước mắt cũng lăn tròn trên gò má khi cậu nhớ đến lòng thương mến và sự tốt lành mà gia đình đã dành cho cậu. Nhưng hàng ngày Francis mê say nhìn ngắm các tu sĩ Capuchin, mơ tưởng đến giây phút được mặc áo ròng và chọn tên một vị thánh. Vào ngày khấn tạm, tim anh như ngừng đập và dường như không thể chế ngự nổi sự kích động khi đứng giữa hai thầy giúp anh khoác chiếc áo ròng đơn sơ từ tay vị linh mục. Ngài hỏi, con chọn tên gì? Francis trả lời, tên Pio. Anh bị kích động với niềm vui, nhưng anh che giấu sự sung sướng tột độ với những lời nghiêm trang. Con chọn tên Pio để vinh danh thánh Pio V, thánh quan thầy của Piacenza. Vị chủ tế gật đầu cách điềm tĩnh. Từ giờ trở đi con sẽ không còn gọi là Francis Foggioan. Con sẽ được gọi là Frater, nghĩa là thầy Pio. Vào giây phút này, cái tên của gia đình Foggioan được thay thế bằng tên của nơi sinh trưởng. Bởi thế từ giờ trở đi Francis sẽ được biết dưới tên FRA, chữ tắt của Frater Pio Piacenza. Không bao lâu Francis nhận ra rằng đời sống của thầy Pio thì khó khăn hơn đời sống của Francis Foggioan, và thầy sẽ bị thử thách nhiều. Làm đúng như những gì được bảo, một thầy khuyến cáo anh như thế. Tôi đâu có ý làm gì khác biệt, thầy khẳng định với đôi chút lúng túng.
Thầy Pio trở về phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, giống như một khoang trong nhà tù, với tường quét vôi trắng, và chỉ có một khoảng nhỏ đủ chỗ một cái giường và cái bàn nhỏ với chậu rửa mặt và bình đựng nước. Trên đầu giường là tượng thánh giá bằng sắt, và duy nhất trên tường chỉ có hàng chữ, không có sự cô độc và chuyên cần bạn sẽ không bao giờ có nhân đức. Tôi không cần sự thoải mái cho thân xác. Thầy đã từng tuyên bố như thế với một người bạn khi được hỏi về đời sống khắc khổ này. Vậy thì tốt. Người bạn đáp lời cách thích thú, vì bạn cũng không có gì khác hơn. Và thật như vậy, thầy Pio dành nhiều thì giờ ở trong phòng để cầu nguyện và suy niệm. Nhiều khi thầy quá tập trung tư tưởng hoặc cầu nguyện quá nhiều đến nỗi khi thức giấc thầy bị đau đầu và chân tê cứng. Có khi thầy chìm vào giấc ngủ triền miên trên tấm đệm lót bằng rơm và giật mình thức giấc khi nghe tiếng cảnh báo hiệu giờ cầu nguyện buổi sáng trong nhà nguyện. Hãy để mắt nhìn xuống đất. Tiếng nói lạnh lùng của cha Thomas luôn nhắc nhở khi các thầy đi ra ngoài. Tôi cũng không biết ở mo côn này có cây cối gì không. Một thầy than phiền như thế, và một thầy khác đồng ý. Từ khi đến đây, tôi không dám nhìn chung quanh. Trên bức ảnh Đức Mẹ đã phai nhạt, được treo trên đầu lối cầu thang, có dòng chữ bạn đừng đi ngang đây mà không đọc kinh kính mừng. Từ ngày vào dòng, thầy Pio thường quỳ gối một cách kính cẩn qua ảnh Đức Mẹ. Một vị bề trên đã nhận xét, Francis Foggioan dường như hiểu biết và giữ luật hơn chúng ta. Mọi người, kể cả các thầy đều đồng ý rằng thầy Pio đã khắc phục được bản thân và huấn luyện kỹ càng. Sau đó có một thông báo nói rằng những ai đã hoàn tất bài thi cách tốt đẹp sẽ được về quê nghỉ 2 ngày. Các tập sinh tụ tập chung quanh bảng thông cáo và bàn tán sôi nổi. Có người nói, thật không đủ thời giờ. Tôi đã phải mất 1 ngày đi đường rồi. Nhưng không phải mọi người đều đồng ý như thế. Được 2 ngày là quá tốt rồi. Nhưng tôi không ở gần như các bạn. Tôi cũng thế. Vậy chúng ta đồng ý là phải có thêm ngày nghỉ. Vấn đề là ai sẽ đại diện để lên xin. Thầy Pio được mọi người đồng ý chọn. Thầy thông cảm với các bạn nhưng khi lên gặp bề trên thầy lại thấy e dè. Thưa cha, chúng con khiêm tốn xin cha cho chúng con thêm 1 ngày nghỉ nữa. Chúng con e rằng 2 ngày không đủ để về nhà ở xa. Cha Thomas nhìn thầy Pio một cách nghi ngờ. Nhưng con sống ở gần đây. Con không cần thêm 1 ngày nữa. Thầy Pio không trả lời. Thầy có vẻ bối rối và mau lẹ cúi đầu. Xin lỗi. Trước khi thầy Pio đóng cửa, cha Thomas gọi. Khoan đã. Hãy nói với các bạn con giùm cha. Dạ. Cha Thomas mỉm cười. Nói với họ cha cho nghỉ thêm 1 ngày nữa. Thầy Pio hãm mình nhiều. Sức khỏe giảm sút. Những năm nhà tập của thầy Pio sắp chấm dứt. Nhưng sự khắc khổ của cầu nguyện, của việc đền tội và ăn chay đã khiến thầy hốc hác. Đôi mắt thầy đen ngòm sâu hoắm trên khuôn mặt xám xịt và đôi má hóp. Bên trong chiếc áo ròng là tấm thân yếu ớt do hậu quả của việc thường xuyên ăn chay. Vào đêm khuya, trong giấc ngủ, người ta có thể nghe thấy tiếng ho của thầy và tiếng rên rỉ vì mệt mỏi. Trong ngày cha mẹ thầy đến thăm, thầy kiệt sức, đói lả và run lên vì sốt. Hai ông bà nhìn thấy thầy trong căn phòng nhỏ xíu. Mẹ thầy đã khóc khi nhìn thấy con.
Ông Orazio nhìn con đăm đăm, không tin ở đôi mắt mình. Con làm sao vậy? Thầy trả lời một cách hăng hái. Con vẫn khỏe, thưa mẹ. Nhưng con gầy quá, lại xanh xao nữa. Mẹ biết con đang sốt. Thầy Pio lắc đầu và cố để trấn tĩnh cha mẹ mình. Tin con đi, con khỏe mà. Cha mẹ phải hiểu là con cần phải chứng tỏ lòng đạo đức và sự vâng lời. Bà Giuseppa gục đầu vào hai bàn tay. Ông Orazio nói, con phải cho thấy ý nghĩa của việc đi tu và phải lo cho con chứ. Thầy Pio mỉm cười. Chúa sẽ lo cho. Thầy Pio mỉm cười. Chúa sẽ lo cho con mà. Bà Giuseppa nài nỉ. Mẹ biết Chúa thấy lòng tốt của con, Francis. Nhưng làm ơn để cha mẹ đem con về nhà cho đến khi con khỏe lại đã. Thầy Pio cố an ủi mẹ. Thầy nói đùa. Con nghĩ mẹ còn đau khổ hơn con nữa chứ. Nhưng ông bà Orazio không vui thích gì. Và càng nhìn đến con, họ càng tin rằng phải đưa con ra khỏi tu viện. Điều đó không đơn giản. Cha bề trên cho ông bà biết như thế. Tôi biết sự lưu tâm của ông bà. Nhưng thầy Pio đã chọn cách hy sinh này. Và ông bà phải hiểu rằng thầy sẽ tiếp tục hy sinh như thế này dù ở đây hay ở nhà. Đừng cố dụ dỗ thầy từ bỏ con đường trách nhiệm. Thầy đã gần đến ngày khấn. Tôi khuyên ông bà đừng cướp đi giây phút trọng đại đó của thầy. Tôi đảm bảo với ông bà rằng, dù thân xác thầy yếu đuối, nhưng tinh thần thầy thì mạnh mẽ và tốt lành. Và thầy rất sung sướng. Ông bà Orazio đã nguôi ngoai và thầy Pio tiếp tục thời kỳ tập viện. Thầy khấn đức khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời vào ngày 22 tháng Giêng năm 1904. Thầy Pio và 15 thầy khác được chuyển sang tu viện Capuchin ở San Elia gần thành phố Pianese, nằm cách biệt trong dãy Alpi. Những luồng gió khắc nghiệt thường thổi qua thung lũng vào thành phố, nhưng ở đó núi đồi thật hùng vĩ và phong cảnh thật gợi cảm. Thầy Pio thực sự bị lôi cuốn và thật phấn khởi khi được một mình cô độc trong sự mỹ miều của thiên nhiên. Tu viện này nhắc nhở đến cha Raphael là người sinh trưởng ở San Elia và chết ở đó năm 1901 mà ngài nổi tiếng là thánh thiện. Phòng của ngài biến thành nhà nguyện nhỏ và bức tượng của ngài được dựng giữa một bụi hoa ngay đằng trước tu viện. Các thầy tập được khuyến khích để noi gương thánh nhân và thầy Pio cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của cha Raphael. Ở đây thật đẹp. Một tập sinh phát biểu như thế trong một ngày mùa đông khi cả bọn được vui chơi trong khu vườn rộng lớn. Đúng vậy, thầy Pio trả lời. Và một chỗ khác xinh đẹp nữa phải đặt chân đến là San Giovanni Rotondo. Đúng như vậy, thầy Clemente đồng ý. Nhưng tu viện Capuchin ở đó đã đóng cửa từ lâu. Tôi ao ước tu viện sẽ mở cửa lại. Và nếu được đến đó thì sung sướng biết bao. Vì đó là quê của tôi. Thầy Pio nhìn thẳng vào mắt thầy và khiến mọi người giật mình khi nghe nói. Tu viện sẽ mở cửa lại. Và tôi sẽ là người đến đó. Và rồi, thật bất ngờ, thầy Pio nhận được tin là tu viện mà họ đang sống ở San Elia cần được sửa chữa. Thầy nói với các bạn, tôi rất buồn khi phải xa chỗ xinh đẹp này. Tất cả chúng ta đều buồn. Một tập sinh phát biểu. Bạn sẽ đi đâu? San Marco La Catala. Tu viện này nằm trong một dãy núi miền nam nước Ý và là
cấm địa của sự nghèo khổ và cô độc. Cha Benedetto, cha giáo, rất cảm kích thầy Pio, hay như cha thường gọi thầy Pio dễ thương. Cha thường nói với những người khác, thầy ấy thật hăng say và giữ luật thật nghiêm nhặt. Ở đây thầy Pio bắt đầu viết một cách sốt sắng, lấp đầy trang này sang trang khác. Ngay cả thầy phát triển được một lối viết trau chuốt và hay ho. Vào tháng 4 1906, thầy Pio trở về San Elia để tiếp tục việc học. Thầy có vẻ mạnh khỏe, và điều ấy hiện rõ trên khuôn mặt đầy đặn hơn được ẩn giấu sau hàm râu được cắt tỉa gọn gàng với bộ râu mép kéo dài ra tới khóe miệng. Trên vầng trán, mái tóc màu hạt rẻ sậm được cắt sát vào đầu. Thầy Pio khấn lần sau cùng, lời khấn trọng thể giữ khó nghèo, khiết tịnh, và vâng lời vào ngày 27 tháng Giêng 1907. Dưới sự hướng dẫn của cha Raphael ở San Giovanni Rotondo, với sự hiện diện của gia đình tinh thần và nhất là cha Egidio ở Fra Nieto và cha Giustino ở San Giovanni Rotondo. Sau khi học xong, các thầy được chia làm hai nhóm và học thần học. Một số được gửi đến Vico Gaganico, còn thầy Pio lại được gửi đến Serra Copiolo, là nơi thầy bắt đầu học thần học căn bản dưới sự chỉ dẫn của cha Agostino, mà sau này ngài là cha giải tội và là bạn tâm giao của thầy. Một lần nữa, thầy Pio lại gắn bó với một đời sống nghiêm nhặt trong nhiều giờ học hỏi, cầu nguyện và ăn chay. Không bao lâu, cơ thể của thầy lại bắt đầu tàn tạ, cơn sốt và ho lại xuất hiện. Một trong những vị giám đốc tuyên bố trong cuộc họp rằng, tôi nghĩ thầy ấy bị lao phổi. Chương 2. Ma quỷ quấy phá. Thầy Pio bị quỷ đánh, bị bạn tránh. Hôm ấy, trời đã khuya, thầy Pio đã cầu nguyện lâu giờ và đó là ngày thầy mệt mỏi một cách bất thường. Thầy ngả mình xuống giường một cách mệt nhọc, nhắm nghiền đôi mắt và thiếp vào giấc ngủ. Nếu có ai mở cửa, có lẽ thầy cũng chẳng biết. Một tiếng nói chế nhạo, coi kìa, vị thánh ngủ như chết. Ngay lập tức thầy Pio mở choàng mắt ra và ngẩng đầu dậy. Trong bóng tối, một khuôn mặt to lớn, đe dọa đang lơ lửng trên không. Thầy nín thở, cố để nhận diện. Bỗng dưng có hai cánh tay vung lên, kéo thầy ra khỏi giường và quăng thầy vào tường nhanh đến nỗi thầy không kịp phản ứng gì cả. Sự đau đớn lan nhanh qua thân thể khi có cái gì liên tục đập vào người. Thầy quỵ xuống và ngã úp mặt xuống sàn. Mãi một lúc sau thầy mới cố gắng lết được lên giường. Thầy đưa tay sờ đến những vết thương và nhăn nhó vì đau đớn. Một vài giọt máu rỉ ra từ gò má xuống hàm râu. Thầy hít một hơi dài để lấy lại sức mạnh và đi đến bồn rửa mặt. Thầy không muốn ai nhìn thấy mình. Điều đó có nghĩa gì? Thầy biết mình không có ai là kẻ thù, ngoại trừ ma quỷ và tay sai của nó. Dĩ nhiên không ai trong tu viện lại làm như thế và người ở ngoài lại càng không có lý do. Vừa mới hồi phục tạm tạm khỏi cơn bệnh lúc trước, thầy Pio đang ở tu viện Montefosco, là trung tâm y khoa nổi tiếng từ năm 1625. Tu viện này được xây cất ở ngoại ô thành phố, bao quanh bởi các cây ăn trái và đầy rẫy những tảng lá. Một thầy cùng lớp, Joseph Olandi, nói với một thầy khác, thầy ấy thật yếu. Họ nhìn thầy Pio khập khễnh và chậm chạp bước đến nhà nguyện. Khuôn mặt thầy xám ngắt và thân thể co giật theo từng cơn ho rũ rượi.
một thầy nói. Nếu bạn hỏi thì tôi tin chắc rằng thầy ấy còn đang đau. Bạn có nghĩ là bọn mình sẽ bị lây không? Đương nhiên là có. Nhưng tôi không muốn khuấy động. Các bạn nghĩ là bao nhiêu vi trùng tụi mình dính phải khi treo chung quần áo với thầy ấy? Thầy kia nhìn sợ hãi. Thầy Olandi nói. Này! Tại sao chúng mình không treo quần áo riêng ra một nơi? Những thầy kia đồng ý. Và tối hôm đó trên đường dự thánh lễ họ đã bao quanh cha giám đốc. Các con xin cái gì? Các thầy nói. Một phòng treo quần áo riêng. Thưa cha, nếu không quan trọng thì chúng con đã không xin như thế. Một cách do dự, lời thỉnh cầu đã được chấp nhận. Tối hôm ấy, thầy Pio mở tủ để tìm quần áo và đồ dùng cá nhân. Thầy ngơ ngác giây lát và đã hiểu. Thầy tự nhủ áo riêng. Thưa cha, nếu không quan trọng thì chúng con đã không xin như thế. Một cách do dự, lời thỉnh cầu đã được chấp nhận. Tối hôm ấy, thầy Pio mở tủ để tìm quần áo và đồ dùng cá nhân. Thầy ngơ ngác giây lát và đã hiểu. Thầy tự nhủ. Tôi hiểu. Và lầm lũi suy nghĩ thêm về điều ấy. Họ không muốn lây bệnh. Cổ thầy như nghẹn lại và giàn giụa nước mắt. Càng ngày thầy càng trầm ngâm suy tưởng. Thầy quỳ gối để học thần học. Tâm trí thầy như lạc vào sự bí nhiệm của những điều học hỏi. Đối với thầy, thần học thực sự là một suy tư không chỉ của tâm trí mà còn của tâm hồn và cảm xúc. Vào tháng 12/1908, thầy Pio được nhận chức 4 ở thánh đường Benevento bởi Đức Giám mục Bonazzi. Thầy cũng nhận chức 5 từ Đức Giám mục Paolo Schinosi, là Tổng Giám mục của Maxinaupoli. Năm 1909, thầy nhận chức 6 từ Đức Giám mục Benedetto của Thermopoli. Khi thầy Pio nhận chức sau cùng trước khi làm linh mục, một cha viện trưởng đã tiên đoán thầy sẽ là một trong những ngôi sao sáng của giáo hội. Thầy Pio thành linh mục Pio. Thầy Pio, thầy dậy chưa? Mẹ thầy cất tiếng hỏi. Đó là ngày trước khi thụ phong linh mục, và họ phải đến thánh đường Benevento. Thầy Pio ngồi trên giường, mắt mở lớn. Làm sao con có thể ngủ khi tim con rộn rã niềm vui? Thầy không dám nghĩ là buổi sáng hôm ấy sẽ đến. Nhưng đó là sự thật và đó là ngày vui nhất trong đời thầy. Thật náo nức. Thầy nói nhanh hơn thường lệ và tâm trí thầy chỉ nghĩ đến buổi lễ. Đó là ngày 10 tháng 8 năm 1910 và thầy Pio được 23 tuổi. Mặc dù nhiều năm đau yếu đã để lại vết tích nhưng dường như thầy trẻ hơn số tuổi thật. Thánh đường Benevento chật ních khi Đức Giám mục Paul Schinos tấn phong chức linh mục cho thầy Pio và 10 thầy khác. Các thầy phủ phục trên sàn đá của cung thánh như một dấu hiệu của sự bất xứng và nài xin Thiên Chúa trợ giúp. Kinh cầu các thánh được cất lên. Mắt thầy Pio sáng ngời. Thầy liếc nhìn xuống chỗ gia đình ngồi. Anh Michael đã lấy vợ. Em Pellegrina bây giờ là thiếu nữ 18 thon gầy, hơi đen. Em Grazia, cao rong ròng, đã 16. Và chị Felicia, lùn hơn và khỏe mạnh hơn đã 24 tuổi. Bố Orazio đang ở Hoa Kỳ nên vắng mặt. Nhưng có mẹ thầy ở đó, ngồi cạnh các cô con gái. Tất cả đều ăn mặc đặc biệt. Thầy Pio nhìn họ và thương cảm biết chừng nào.
các thầy đứng dậy và Đức Giám Mục bắt đầu giảng dạy, nhắc nhở họ về bổn phận căn bản của linh mục. Sau đó là nghi thức đặt tay. Tất cả các linh mục trên cung thánh cùng với giám mục thi hành cử chỉ này. Chính vào giây phút đó, các thầy trở thành linh mục. Thầy Pio bây giờ là Padre, cha Pio, và cùng với Đức Giám Mục cử hành thánh lễ. Bà Giuseppa, anh Michael và vợ, và ba cô gái tiến đến cung thánh để nhận phép lành đầu tiên từ tay cha Pio. Bà Giuseppa không ngăn được nước mắt. Bà thầm ước, phải chi ông Orazio cũng có mặt ở đây. Sau thánh lễ là tiệc mừng các tân linh mục trong phòng hội của nhà xứ. Đến buổi chiều, các bà trong xứ lại có những món ăn đặc biệt để cống hiến các tân linh mục và gia đình. Tối hôm đó, cha Pio và gia đình trở về nhà ở Piacenza. Mọi người đều mệt mỏi nhưng vì phấn khởi nên không sao ngủ được. Họ cười đùa suốt trên quãng đường dài. Theo thông lệ, cha Pio sẽ cử hành thánh lễ mở tay tại giáo xứ nhà. Đó là nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đó cũng là một ngày quan trọng đối với ngài, nhất là vì ngài đã được rửa tội ở đây. Vài ngày sau, vào hôm Chúa Nhật, ngài cử hành thánh lễ trọng thể. Dân chúng ở quanh đó từng nghe biết về sự chuyên tâm cầu nguyện và suy niệm của ngài nên họ đã tuốn đến chật cả nhà thờ. Dường như mọi người nông dân trong làng đều có mặt. Nhiều người còn nhớ đến cậu con trai nhỏ bé, ít nói và nhạy cảm thường đem nước cho họ uống. Không lâu sau đó, từ Hoa Kỳ ông Orazio trở về Piacenza. Ông rất hãnh diện về cha Pio và sự sung sướng bù lại cho những năm cô đơn ở Hoa Kỳ. Nhưng cha Pio vẫn còn ho nhiều. Ông Orazio hỏi bác sĩ Cardon, có thể làm gì cho ngài không? Những người hàng xóm nói rằng chắc chắn là ngài bị ho lao. Bác sĩ Cardon tư lự trong giây lát, rồi cầm tay ông Orazio nói, có lẽ vậy, nhưng tôi không tin như thế. Tôi đã thử nghiệm nhiều lần và kết quả luôn luôn giống nhau, không có gì. Nhưng nếu ông muốn, hãy đưa ngài lên Napo để bác sĩ Peter Castellino xem thử. Ông ấy rất giỏi và tôi tin tưởng ở sự chẩn bệnh của ông ấy. Ông Orazio nghe theo lời khuyên và đưa cha Pio lên Napo vào ngày hôm sau. Nhưng bác sĩ Castellino cũng bác bỏ ý tưởng bệnh ho lao. Thay vào đó, ông xác nhận vì sưng cuống phổi nên ngài dễ bị đau yếu. Bà Giuseppa nói với cha Pio, con phải làm việc từ từ thôi. Vị linh mục trẻ tuổi lắc đầu và mỉm cười với bà mẹ đang lo âu. Nếu con lo lắng như mẹ thì không còn thì giờ để làm bổn phận. Khi trở lại dòng, cha Pio đã dừng chân ở tu viện Vanefro trong 40 ngày để tĩnh dưỡng. Ở đó, ngài lại ăn chay hãm mình trong 21 ngày. Chỉ rước mình Thánh Chúa mà thôi. Cha bể trên nói, cha phải ăn. Và sau cùng ngài phải ra lệnh. Cha Pio trả lời, xin cha đừng ép con. Con không thể ăn được. Vị bề trên cương quyết, cha phải ăn. Và chỉ trong vòng vài phút, cha Pio đã ói mửa tất cả những gì ngài cố ăn vào. Không như những lần trước, lần này ngài không bị sút cân và đó là điều bí ẩn đối với mọi người. Ngay cả cha mẹ ruột của ngài cũng không biết gì về việc ngài ăn chay. Ông Orazio lại trở về từ Hoa Kỳ
và cả hai ông bà đều mỉm cười mãn nguyện khi gặp con của họ. Bây giờ cha Pio cao lớn và khỏe mạnh trong bộ áo nâu và mắt ngài rạng rỡ trên khuôn mặt xinh tươi. Ngài trông vẫn còn gầy nhưng không như trước. Ông Orazio nói, Francis, trông con khỏe mạnh lắm. Bà Joseph gật đầu sung sướng và cha Pio im lặng lắng nghe cha mẹ kinh ngạc về sức khỏe của mình. Nhưng tệ hại hơn mọi người tưởng, sức khỏe của cha từ từ sa sút. Một lần nữa ngài lại phải trở về Piacenza. Bác sĩ Andrea Cardone, vị bác sĩ của gia đình cho biết, mỗi lần ngài trở về, ngài lại yếu hơn trước. Nhưng một khi đứng dậy được, ngài lại đến nhà thờ để cầu nguyện và xem lễ. Vào một ngày Chúa Nhật, ngài bắt gặp hai phụ nữ trong làng đang ngồi giặt quần áo trước cửa. Ngài nhăn mặt nói với họ, Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày để cầu nguyện, để suy niệm. Họ trừng trừng nhìn ngài. Lẽ ra ngài đã dành thời giờ để giảng dạy thêm cho họ. Nhưng vì là mùa phục sinh và hôm nay ngài phải vội vã đến nhà thờ để dạy trẻ em hát thánh ca cho ngày thứ sáu tuần thánh. Sau đó, ngài cùng đi bách bộ với cha John Salvatore Panulo, vị linh mục trong giáo xứ cũng là người bạn và người cố vấn cho ngài. Đó là một ngày mùa xuân và cánh đồng đang đổi thành màu xanh tươi. Sức khỏe của ngài cũng tăng tiến khi ánh mặt trời rực rỡ sưởi ấm thân thể gầy gò của ngài, đem lại chút tươi tắn cho khuôn mặt xanh xao. Cha John Salvatore nhận xét, Francis, anh thích hợp với đời sống này. Lẽ ra anh phải là cha chiều. Từ bỏ đời sống khó khăn của một cha dòng. Cha Pio lắc đầu. Không thể được. Ngài mỉm cười. Cha không nhớ sao? Con hứa trung thành với Thánh Francisco khi con được 5 tuổi. Cha John Salvatore gật đầu. Cha nhớ. Con không thể phản bội ngài. Cha không biết. Francis, có thể con lựa chọn lầm lẫn. Không. Cha Pio ngắt lời. Con không lầm lẫn. Có một đám thiếu niên đang nhảy từng bậc tam cấp của nhà thờ khi chuông bắt đầu đổ. Cha Pio dừng chân. Tiếng chuông nhắc con nhớ lại nhà dòng Francisco đã. Những người trẻ cười khúc khích. Họ nghĩ cha Pio quá lạc quan. Nhưng cha John Salvatore gật gù. Nếu đó là sự thật, thì cần phải có sự giúp đỡ thêm cho một cha sở đã quá nhiều việc. Cha Pio bị quỷ đập và khuyên bớt hãm mình. Cha Pio ngủ trên chiếc giường nhỏ trong căn bếp của nhà cha mẹ ngài. Khi ba cô con gái còn ở nhà thì chẳng có nhiều thời giờ riêng tư. Bởi thế ngài chỉ thoải mái khi cả nhà ngon giấc điệp. Vào một tối tháng 9 thật nóng bức nên ngài không ngủ được. Sau khi mọi người đã ngủ say, ngài thức dậy cầu nguyện vào lúc tinh sương. Ngài nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Và đó là giọng nói quen thuộc của cha Agostino, cha giải tội của ngài, muốn được vào nhà. Mời cha vào. Ngài trả lời thật khẽ vì sợ mọi người thức giấc. Cha phải nói chuyện với con đêm nay. Vừa nói cha Agostino vừa bước đến cái chõng nhỏ xíu của cha Pio. Thứ lỗi cho cha vì phải đến giờ này. Cha Pio nheo mắt nhìn vào bóng đêm. Ánh đèn đường leo lét hắt vào từ cửa sổ chỉ cho thấy lờ mờ một nửa khuôn mặt của cha Agostino. Ngài thấp thoáng nhìn thấy hàm râu dài rậm rạp, màu xám quen thuộc và cặp kính tròn gọng sắt. Tại sao cha đến giờ này?
gia đình con đang ngủ mà. Cha Agostino gật gù. Cha sẽ rất vắn tắt. Làm thế nào mà cha đến đây được? Chúa gửi cha đến. Ngài không hài lòng về con. Cha Pio choáng váng. Cái gì? Ngài vung chân như muốn đứng dậy. Đừng! Đừng! Cha Agostino nói. Con không phải đứng dậy. Cha chỉ đến nói với con rằng Chúa không chấp thuận cho con ăn chay hãm mình như thế. Một sự im lặng nặng nề. Cha Pio không thể tin những gì vừa nghe. Ngài nhìn đăm đăm vào dáng người đen đúa và khuôn mặt lờ mờ đó. Nếu cha thực sự đến đây vì Chúa muốn, cha phải cho con thấy một dấu chỉ. Con yêu cầu nhân danh Chúa Giêsu. Cặp môi mỏng đỏ chót của cha Agostino bật lên cười và giọng nói thay đổi hẳn. Tự nhiên đôi mắt cha Pio như trao mờ. Ngài tung người đến để chụp lấy chiếc áo nâu. Nhưng đôi tay ngài chơi vơi không nắm được gì cả. Bóng hình ấy biến đi. Để lại mùi lưu huỳnh hôi nồng nặc. Có tiếng động ở phòng bên kia. Và mẹ ngài xuất hiện ở ngưỡng cửa đang kéo chiếc khăn choàng trên vai. Mẹ ở đó bao lâu rồi? Cha Pio hỏi một cách lo lắng. Mẹ nghĩ mẹ nghe có tiếng nói. Và ngửi thấy mùi. Cái gì vậy? Không có gì. Thưa mẹ. Mẹ đi ngủ đi. Mùi gì vậy? Từ ngoài đường xông vào qua cửa sổ. Mùi gì vậy? Từ ngoài đường xông vào qua cửa sổ mà. Thôi mẹ đi ngủ đi. Con xin lỗi vì quấy rầy mẹ. Bà Giuseppa cảm thấy hơi ớn lạnh. Đôi mắt bà tiếp tục quan sát khắp bếp. Con đang cầu nguyện à? Con đang suy niệm. Cha Pio ngồi ở mép giường. Hai tay chống cằm. Mắt nhắm lại. Bà Giuseppa nhìn con một lát rồi quay bước trở ra. Cầu nguyện và chiêm niệm là lối thoát duy nhất của cha Pio để khỏi bị ám ảnh bởi sự xuất hiện đêm ấy. Cha không thể thoát khỏi chúng. Và cha cũng chưa cố thử. Chúng đến dưới hình thức cha bề trên. Với cũng lời yêu cầu ấy là cha phải ngừng ăn chay hãm mình. Cha phải cầu nguyện liên lỉ để xin sức mạnh chống trả những cuộc tấn công. Cha như chìm đắm trong sự suy niệm đến nỗi thánh lễ kéo dài hàng giờ vì cha không thể cử hành một cách liên tục. Hàng ngày, cha dâng thánh lễ, rửa tội, cử hành nghi thức hôn phối, hay tang lễ, và dân làng ngày càng nhận thấy sự đứt quãng trong những nghi lễ này. Một bà trong làng than phiền với cha John Salvatore. Cha ấy làm lễ lâu quá. Cha John Salvatore không ngạc nhiên vì đó là người thứ ba đến than phiền trong ngày. Bà nói đi nói lại. Điều đó không có nghĩa là con không thích vị linh mục trẻ này. Nhưng chúng con phải đi làm ruộng. Chúng con không thể ở nhà thờ cầu nguyện quá lâu với cha ấy. Từ lâu trước khi đến thăm làng, cha bề trên dòng Capuchin rất quý mến vị linh mục trẻ tuổi thánh thiện này và qua sự liên lạc. Cha Pio đã cho ngài biết tình trạng kết hợp với Chúa một cách mật thiết của cha. Bởi thế ngài không ngạc nhiên khi nghe cha John Salvatore nói về những than phiền của dân làng. Ngài hiểu. Cha bề trên nói với cha John Salvatore. Cha phải ra lệnh cho cha Pio cử hành thánh lễ một cách liên tục. Sáng hôm sau, cha John Salvatore nghe theo lời cha bề trên khuyên bảo. Mỗi khi cha Pio ngừng lại quá lâu,
ngài lại thúc đẩy cha tiếp tục và cứ như thế cho đến hết thánh lễ. Cha Pio theo đuổi con đường cô độc của sự hy sinh, và điều đó có nghĩa hãm mình phạt xác, máu và nước mắt. Nó có nghĩa phải chết đi một điều gì đó để những điều khác được sống. Ngài viết cho cha Agostino vào cuối tháng 11 năm đó: con cảm thấy nhu cầu dâng hiến chính mình như một hy lễ cho Thiên Chúa vì những người tội lỗi. Sự cầu nguyện không ngừng đã giúp ngài chiến đấu trên con đường chông gai mà ngài đã chọn. Đêm đó ngài đang quỳ bên cạnh cái chõng, suy niệm. Tiếng gió rít bên ngoài khiến ngài ngẩng đầu như nghe ngóng. Bất chợt ngài nhận thấy một bóng đen ở trong phòng đi về phía ngài. Tiếng nói thô lỗ cất lên phá tan sự im lặng của đêm đen. Này linh mục, ngươi phải từ bỏ ăn chay hãm mình. Ta ra lệnh cho ngươi. Cha Pio vẫn im lặng ăn chay hãm mình. Ta ra lệnh cho ngươi. Cha Pio vẫn im lặng, chờ đợi cái bóng đen ấy bước vào vùng ánh sáng lờ mờ của ánh đèn đường vàng vọt lọt qua khung cửa sổ. Này linh mục, có nghe ta không? Cha Pio không trả lời. Ngài tự trấn tĩnh khi bóng đen đến gần hơn. Ngươi có nghe? Hãy ra khỏi đây. Cha Pio bất thình lình ra lệnh. Và ngài đứng bật dậy đối diện với bóng đen. Xéo đi. Tiếng nói thô lỗ phá lên cười. Và cha Pio cảm thấy một bàn tay giá lạnh nắm lấy áo của ngài. Cái lạnh từ từ len vào thân thể ngài đến nổi da gà. Ngay lúc đó bóng đen buông chiếc áo ngài ra và đánh thẳng vào mặt ngài. Cha Pio vội vàng ôm hai tay trước ngực để đỡ cú đấm tiếp theo. Sự đau đớn quá sức chịu đựng của ngài và nước mắt tuôn trào, ngài khuỵu xuống trên sàn đá. Trong bóng đêm, ở đâu đó tiếng nói tiếp tục gọi, đánh thức ngài dậy. Dường như nó phát xuất từ cửa sổ gần bếp, nhưng cha Pio không thể cất tiếng kêu cứu. Ngài cũng không thể đứng dậy được. Ngài cố gắng tỉnh thức nhưng có cái gì đập vào màng tang khiến ngài lại bất tỉnh. Khi mở mắt ra, ngài thấy bà Giuseppa đang lay động ngài. Ánh sáng lờ mờ của rạng đông đã phá tan bóng đêm. Ngài nhìn quanh quất một cách sợ hãi, nhưng chỉ có mẹ ngài đứng đó. Bà Giuseppa run rẩy và cha Pio rên rỉ mỗi khi bà chạm đến ngài. Đôi mắt bà đăm chiêu trên khuôn mặt nhợt nhạt của ngài và tay bà vuốt mớ tóc trên trán ngài để lộ ra ba vết thâm tím. Không có gì đâu mẹ ơi. Ngài cố trấn tĩnh bà. Con không sao cả. Không sao. Làm sao con có thể nói như vậy được? Chuyện gì xảy ra vậy? Cái gì ồn ào quá vậy? Cha Pio cố mỉm cười. Có lẽ tại con rớt khỏi cái ghế. Không, con không thể giấu mẹ được nữa. Mẹ nghe có tiếng nói trong đêm tối. Giọng rất lạ. Ngay cả người hàng xóm còn hỏi mẹ ai đến nhà quá trễ vậy. Mẹ phải biết. Đây là nhà của mẹ. Và mẹ phải biết cái gì xảy ra khi cả nhà đều ngủ cả. Giọng nói của bà đứt đoạn. Và hai bàn tay nắm chặt lấy nhau để khỏi run rẩy. Bà khóc. Mẹ yêu cầu con nói cho mẹ nghe. Cha Pio bước đến bàn và cầm lấy tấm gương soi mặt. Khuôn mặt ngài tái nhợt. Và đôi má hóp sâu. Mớ tóc đen và bộ râu hầu như che giấu hết những vết thương trên đầu và mặt. Ngài cảm thấy đau nhói ở bên sườn nhưng không dám đưa tay xem xét trong khi bà Giuseppa đang nhìn ngài một cách dò xét. Bà lặp lại một cách cương quyết.
Mẹ yêu cầu con nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngài nói, chuyện ấy không liên hệ gì. Ngài biết mẹ ngài không thể hiểu được sức lực ma quỷ đã hành hạ ngài, đó là những gã xấu xa và Beelzebul và đồng bọn như ngài đã gọi chúng. Càng bị hành hạ bao nhiêu, ngài càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Trong một lá thư ngài viết, Chúa Giêsu lựa chọn các linh hồn, và trong những linh hồn ấy, ngài đã chọn linh hồn tôi, bất kể những yếu đuối, để giúp Chúa trong sự cứu chuộc nhân loại. Trong tháng 3 năm 1913, ngài viết cho cha Agostino, cha giải tội của ngài. Vào sáng thứ sáu khi con còn nằm trên giường thì Chúa Giêsu hiện ra với con. Ngài rất buồn và bực bội. Ngài cho con thấy rất nhiều linh mục, dòng cũng như chiều, và trong đó có nhiều vị cao trọng trong giáo hội. Một số đang cử hành thánh lễ, một số đang mặc áo chức thánh, trong khi một số khác lại cởi áo ra. Khuôn mặt buồn sầu của Chúa Giêsu khiến con đau khổ, và con hỏi tại sao ngài buồn sầu như vậy. Chúa không trả lời, nhưng tiếp tục nhìn về các linh mục. Khi ngài nhìn chán thì ngài quay đi chỗ khác. Ngài quay mắt nhìn con và hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chúa tách ra khỏi đám linh mục ấy với sự phẫn nộ và khinh miệt. Ngài kêu lớn, các tên đồ tể, quay sang con. Chúa nói, con ơi, đừng nghĩ rằng sự thống khổ của thầy chỉ kéo dài có 3 giờ đồng hồ. Không, thầy sẽ thống khổ cho đến tận thế vì những người mà thầy đã làm cho họ nhiều nhất. Này con, trong sự thống khổ của thầy, chúng ta không thể ngủ yên. Linh hồn thầy tìm kiếm một vài giọt thương xót của loài người. Nhưng, than ôi, chúng bỏ thầy một mình chịu gánh nặng của sự thờ ơ. Sự vô ơn bạc nghĩa và ơn hèn của các tư tế của thầy đã làm sự thống khổ của thầy càng khó chịu hơn. Chao ôi, coi cách chúng đền ơn giả nghĩa. Điều làm thầy đau khổ hơn là ngoài sự thờ ơ, chúng lại còn khinh miệt và hoài nghi. Đã nhiều lần thầy muốn tiêu diệt chúng, nhưng thầy đã dừng tay vì các thiên thần và các linh hồn yêu mến thầy. Hãy viết cho cha giải tội của con những gì con nghe và thấy vào sáng hôm nay. Nói với ngài hãy đưa lá thư của con cho cha bề trên giám tỉnh. Chúa Giêsu tiếp tục nói với con, nhưng những gì ngài nói con không thể tiết lộ cho bất cứ ai trên cõi đời này. Trong nhiều ngày, việc hiện ra này đã ảnh hưởng tới thân xác của cha Pio. Ngài hầu như bị tê liệt, và phải mất một thời gian sau ngài mới có cảm giác trở lại. Những lời khuyên của cha Pio tại tu viện Đức Mẹ Ban Ơn ở San Giovanni Rotondo. Sau khi giải tội, cha Pio thường đi ra ngoài, đứng trước cửa nguyện đường thở hít không khí. Một đám đông tụ họp, chờ đợi ngài. Một phụ nữ trẻ trong làng nói, cha Pio ơi, con ở bên cạnh nhà thờ này và mỗi sáng sau khi chồng con đi làm và con nhỏ còn ngủ, con đến nhà thờ này để dự lễ, còn ngủ. Con đến nhà thờ này để dự lễ và rước mình thánh. Nhưng sợ rằng con nhỏ thức giấc khi con vắng nhà, nên con rời nhà thờ với bánh lễ còn trong miệng. Con có làm gì sai không? Cha Pio nhìn bà và mỉm cười. Không có gì sai. Ngài trấn an bà và nhìn thấy sự nhẹ nhõm lan dần trên khuôn mặt bà. Sau đó, ngài nói với đám đông. Với quãng thời gian ngắn ngủi trong nhà thờ, người phụ nữ đó đã làm vui lòng Thiên Chúa hơn là quý vị và tôi ở nhà thờ suốt ngày. Vì bà đã lấy thời giờ để thi hành bổn phận mà phục vụ Chúa. Dân chúng gật gù,
ngoại trừ một phụ nữ nhà quê mặt phúng phính như con nít vẫn còn tư lự. Cha Pio nhận ra ánh mắt của bà và ra dấu vời bà đến. Thật nhỏ nhẹ, sợ người khác có thể nghe thấy. Bà giải thích, con xấu hổ để nói điều này nhưng con phải nói với cha. Con thương cha hơn thương Chúa. Cha Pio suy nghĩ một chút và với khuôn mặt nghiêm nghị, ngài yêu cầu bà vào làng đi ăn trộm cho ngài. Cha! Bà kêu lên cách sửng sốt. Con không bao giờ làm như vậy. Với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm trọng ngài nhắc lại, cha ra lệnh cho con, hãy vâng lời thi hành. Bà trố mắt nhìn ngài tưởng như ngài mất trí. Sau cùng cha Pio mỉm cười, con thấy không? Con yêu Chúa nhiều hơn yêu cha. Con không thấy rằng khi cha ra lệnh một điều trái ý Chúa, con đã không vâng theo. Bây giờ con tin chưa? Cha Pio, cha thật tốt lành. Một phụ nữ đứng cạnh đó nghe biết mọi chuyện đã thốt lên như thế. Nụ cười của ngài tan biến. Ngài trả lời, cha không tốt lành đâu. Chỉ có Chúa Giêsu mới tốt lành. Cha không biết làm thế nào để chiếc áo dòng Francisco mà cha đang mặc đây không tuột khỏi sau lưng. Một ông cụ kinh ngạc vì sự khiêm tốn của ngài đã thốt lên, cha quả là một vị thánh. Cha Pio trả lời, thánh thì ở trên trời. Câu trả lời của ngài cũng không làm bớt đi sự thán phục. Dường như thở hít không khí đã đủ và ngài quay lưng đi vào. Một cô gái xinh đẹp trong lứa tuổi 20 đứng chắn đường ngài. Với đôi mắt xanh tròn và to, cô tha thiết nhìn đến vị tu sĩ đẹp trai và trao cho ngài một bó hoa vàng và trắng. Ngài hỏi, bó hoa gì đây? Cô muốn thuê tôi để làm vườn sao? Khuôn mặt cô sa sầm vì sự lãnh đạm của ngài. Hiển nhiên ngài không bị ảnh hưởng bởi thế giới vật chất của cô. Một tiếng nói nài nỉ, làm ơn cho biết uống thuốc này có được không? Và cha Pio thấy có cánh tay vươn lên khỏi đám đông. Một người đàn ông lùn, hói đầu thận trọng bước đến cạnh cha Pio và kể lể bệnh tình. Cha Pio nói, tại sao ông hỏi tôi? Lắm chuyện quá. Ông tìm đường thối lui và thoát ra khỏi đám đông. Bên trong tu viện, ngài nghe một thầy gọi, cha tinh thần, khoan đã. Ngài nhăn mặt khi nghe danh xưng đó. Nhiều người có thói quen gọi ngài như vậy. Ngài nói với thầy, ngay cả các thiên thần còn chưa trong sạch đủ thì nói gì đến tôi. Có lần một trong các linh mục hỏi ngài làm sao có thời giờ lần chuỗi trong khi bận rộn như vậy. Cha Pio, người thường xem chuỗi mai khôi như vũ khí, đã ngắt lời. Cha muốn biết quá nhiều. Những lời nhận xét của cha thường được truyền tai bên trong tu viện và không lâu cũng được lan ra ngoài. Sự nhận xét của cha về đức tin được đặc biệt lưu ý. Chúng ta hãy đặc biệt cảm tạ Chúa vì ơn đức tin là món quà được ban cho chúng ta khi rửa tội. Chúng ta phải đặc biệt biết ơn vì không phải ai ai cũng may mắn được sinh trong một quốc gia Kitô giáo và một gia đình Kitô giáo để được rửa tội. Chúng ta phải nhớ đức tin là món quà cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho loài người trên thế gian, vì từ một con người của bụi đất họ được làm công dân nước trời. Chúng ta hãy ganh đua gìn giữ món quà cao trọng này. Khốn cho người không biết mình là ai, người quên nước trời, người có đức tin yếu ớt. Và tệ hơn nữa, xin Chúa gìn giữ tất cả chúng ta, người từ chối đức tin. Đây là sự sỉ nhục lớn lao nhất mà loài người đối xử với Thiên Chúa.
hãy cẩn thận. Hãy cầu xin Thiên Chúa gìn giữ món quà này như điều quý báu nhất mà Ngài đã ban cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng, đức tin phải có hành động. Vì tất cả chúng ta đều có đức tin cách này hay cách khác. Bắt đầu với chính Lucifer đang ở hỏa ngục với các thiên thần phản loạn. Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng không có tình yêu, bởi thế chúng thật căm hờn. Phải biết chắc là chúng ta đừng mất đức tin mà Thiên Chúa đã thấm nhập vào con người chúng ta khi rửa tội và được kiên cường hơn qua các bí tích. Hãy cầu xin Đức Mẹ Cực Thánh của chúng ta, để có sự bất hạnh nào xảy ra cho chúng ta. Ngài sẽ cầu xin với Thiên Chúa để chúng ta chết còn hơn để chúng ta trở thành những quái vật vô ơn đối với nước trời. Một tâm hồn tốt lành thì luôn luôn mạnh mẽ. Họ chịu đau khổ, nhưng nước mắt của họ để hy sinh cho Thiên Chúa và tha nhân. Người bắt đầu sống yêu thương thì phải chuẩn bị chịu đau khổ. Bãi chiến trường với Satan là linh hồn người ta. Trong linh hồn, cuộc chiến đấu bùng nổ bất cứ lúc nào trong đời sống. Linh hồn phải năng đến với Thiên Chúa để được củng cố và được soi sáng và được mặc lấy Đức Kitô Giêsu. Để sự công chính, sự thật của Ngài và khiên thuẫn đức tin là lời Chúa sẽ giúp chiến thắng kẻ thù hung bạo. Để mặc lấy Đức Kitô Giêsu thì cần phải chết đi cái tôi của mình. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở với người tốt, chúng ta sẽ nên tốt. Ở với người xấu là chúng ta đang theo sự dữ. Điều đó có nghĩa lương tâm chúng ta chỉ có một nửa. Thái độ đó giống như con nít khi trước mặt người lạ đòi hỏi đủ thứ chỉ vì tham lam, vì chúng biết cha mẹ sẽ không la dầy chúng khi có mặt người lạ. Cha Pio không chỉ cảm nhận mạnh mẽ về đức tin và sự thiện hảo, mà còn sự đau khổ, đủ loại đau khổ. Ngài rất nhạy cảm với một vết tích nhỏ bé của sự đau khổ và ghê tởm bất cứ hành động bạo lực nào. Đó là giờ ăn trưa của tu viện. Có một thầy hỏi cha Pio rằng sáng nay, khi đi bộ trong vườn, Ngài có thấy một con chim nào bị thương không? Cha Pio lắc đầu và hỏi tại sao con chim lại bị thương. Vừa nhai, thầy đó vừa giải thích. Thầy Vincenzo bắn con chim và nó rớt xuống vườn vì bị thương ở cánh. Cha Pio ngừng ăn và ngước mắt nhìn. Ngài đẩy đĩa cơm sang một bên, lắc đầu, kêu lớn. Nhưng Thánh Francisco đâu có làm chuyện đó. Một sự im lặng bao trùm cả bàn. Ở cuối bàn, thầy dòng bối rối cúi mặt nhìn đĩa cơm mãi cho đến khi có một người lên tiếng nói sang chuyện khác. Khi thấy cha Pio trở về phòng, thầy ấy vội vã chạy lại hôn tay ngài và chúc ngài nghỉ khỏe. Cha Pio vỗ vai thầy và nói, cha xin lỗi, cha không có gì chống đối con cả. Nhưng biến cố đó đã khiến ngài nghĩ đến sự đau khổ của thế giới và tâm hồn ngài nặng trĩu suốt cả ngày. Vào buổi tối, trước khi chầu thánh thể, chương 3, chiến tranh và hòa bình. 1. Cha Pio đi lính chống quân Đức Áo. Khi cha Pio 28 tuổi thì nước Ý tham dự cuộc Thế chiến 1 và đứng về phía Anh, Pháp và Nga, chống lại với Đức và Áo. Vào tháng 5 1915, mọi người đàn ông được gọi nhập ngũ. Lúc ấy là cuối mùa hè và cha Pio đang ở Piacenza thì nhận được lá thư để tên Francis Fox Gioan. Bà Giuseppa hỏi, cái gì vậy? Khi mở lá thư, ngài mới biết là lệnh động viên của chính phủ. Ngài nói với mẹ, bởi lệnh của vua Victor Emmanuel II, con phải đến Napo trình diện để khám sức khỏe.
Ông Orazio không nghĩ là con mình có đủ sức khỏe. Francis không thể nào đi lính được. Cha Pio trả lời. Không biết chắc đâu. Bố ơi! Ngài đang nghĩ đến một thử thách khác phải gánh chịu. Trước khi từ giã, ngài viết thư cho Lucia Florentino, một trong những người con thiêng liêng, và xin cô cầu nguyện cho ngài và nhớ đến ngài khi chịu lễ hàng ngày. Sau khi bác sĩ ở Naples khám nghiệm xong, cha Pio ngồi đợi kết quả trong căn phòng nhỏ với hàng chục thanh niên. Hầu hết họ ở lứa tuổi 18 cho đến 20. Họ cười đùa và thật hăng hái, không nghĩ gì đến cuộc chiến đang xảy ra ở đâu đó và chỉ trong một vài ngày nữa họ sẽ phải mang súng đạn và phải ngủ trên mặt đất lạnh lẽo. Cha Pio ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ, khoanh tay trước bụng. Một số người trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn ngài, tò mò vì chiếc áo nâu. Một bác sĩ với xấp giấy tờ trên tay đứng dựa vào thành cửa. Ông gọi. Francis Foggiuan. Vui lòng vào đây. Cha Pio bước vào văn phòng kế cận. Với nụ cười tươi tắn, bác sĩ bảo. Tốt. Cha không có bệnh gì. Cha Pio cười héo hắt. Bác sĩ bảo. Đây là giấy tờ của cha. Cha có thể lấy quân phục trên đường đi ra ngoài. Cha Pio bắt tay vị bác sĩ và cảm ơn ông. Ngài chậm chạp đi ra cửa. Không biết tương lai sẽ ra sao. Ô! Foggiuan. Vị bác sĩ kêu giật lại. Ông nhìn vào đôi dép của cha Pio. Tôi nghĩ là cha phải quen với đôi giày. Nhưng đừng lo. Trong tuần qua cũng có ba linh mục đến đây. Nếu cha để ý chắc sẽ nhận ra những người ấy cùng nhịp bước quân hành bên cạnh cha. Cha Pio quay nhìn ông. Tôi hy vọng sẽ nhận ra họ dù chân không mang dép. Khi cha Pio bước ra cửa, vị bác sĩ đi theo và thúc cù trỏ vào người thanh niên trong phòng đợi. Tôi hy vọng cha ấy biết quay mũi súng về tụi lính Đức. Các tân binh cười rộ. Cha Pio dừng chân ngoài hành lang. Ngài nghe họ bàn tán. Nhưng ngài không bước ra cửa. Vị bác sĩ đi theo và thúc cù trỏ vào người thanh niên trong phòng đợi. Tôi hy vọng cha ấy biết quay mũi súng về tụi lính Đức. Các tân binh cười rộ. Cha Pio dừng chân ngoài hành lang. Ngài nghe họ bàn tán. Nhưng ngài không bao giờ phải tham dự cuộc chiến. Thay vào đó, ngài được sung vào đại đội 10 của đoàn quân y trong bệnh viện Trinita dei Monti ở Naples như một người lính tạp dịch. Ngài sống ở doanh trại gần đó với khoảng 2 hay 30 người lính khác. Cùng với chiếc áo ròng và đôi dép, cái tên cha Pio cũng được để sang một bên và ngài trở thành binh nhì Francis Foggiuan. Trong bộ quân phục màu xanh xám của quân đội Ý rộng thùng thình, với mái tóc cắt ngắn và đôi mắt to màu nâu, ngài trông có vẻ mảnh khảnh và ốm yếu. Làm một ly chứ, Foggiuan. Một người lính mặt đỏ gay, thân mật hỏi. Hắn nằm sõng soài trên giường, tay nắm chặt chai rượu còn một nửa. Cha Pio lắc đầu. Ngài mệt mỏi và muốn ở một mình. Những ngày dài và mệt mỏi khiến ngài không có nhiều thời giờ để cầu nguyện và suy niệm. Trong đêm khuya một số người lính nói chuyện rì rầm, nhắc lại những giây phút hoang đàng và vô kỷ luật. Những câu chửi thề và phạm thượng của họ vang lên trong đầu của cha Pio một cách đau khổ. Ngài cố bịt tai nhưng chúng cứ vang lên không ngừng. Thể xác, linh hồn và tinh thần của ngài ngày càng hằn vết thương
và những gì ngài nghe và nhìn thấy đã cướp đi sự bình an và giấc ngủ của ngài. Ban ngày ở bệnh viện cũng không khuây khỏa hơn. Những hình ảnh và âm thanh đau khổ như dao đâm vào tâm hồn. Ngài bắt đầu dành những buổi sáng sớm để đến đền cây Saria ở đường Via Salvatore Rosa để cử hành thánh lễ tại bàn thờ Đức Mẹ Nhẫn Nại, mà ngài thật tôn kính. Chỉ vài tuần sau khi sống đời quân ngũ và những đêm cô đơn, mất ngủ đã khiến ngài kiệt quệ. Ngài ăn uống thất thường và ngày càng yếu dần. Ngài bắt đầu nóng sốt và giọng nói thều thào. Ngày hôm sau, viên sĩ quan phải đưa ngài vào bệnh viện. Đang nửa tỉnh nửa mê thì ngài nghe có người gọi tên. Một bác sĩ nói, tôi không hiểu nổi. Ông đang đứng ở cuối giường bàn bạc với một bác sĩ khác. Khi tôi lấy nhiệt độ, mức nhiệt kế vọt lên quá mức. Tôi phải lấy một nhiệt kế đặc biệt. Và đêm qua bệnh nhân nóng tới 125 độ và sáng nay là 120 độ. Hắn không thể sống nổi. Người đồng nghiệp hỏi. Và anh nói nó không mê sảng gì cả. Không. Vị bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ chán nản. Tôi chưa bao giờ thấy căn bệnh như vậy. Tôi cũng thế. Có điều chúng ta biết rõ là tiếng ho không phải là sưng cuống phổi. Ho lao. Đúng vậy. Bệnh lao đang hoành hành. Tôi đề nghị cho nó hành. Tôi đề nghị cho nó tạm nghỉ 6 tháng. Tôi đã yêu cầu cha hắn đến đem hắn về. Cần gì phải tạm nghỉ? Chúng ta biết hắn không thể nào trở lại được. Tôi không nghĩ là hắn có thể sống lâu quá 6 tháng. Cha Pio mở mắt và lắng nghe tiếng chân bước ra khỏi phòng. Trong im lặng ngài khóc cho đến khi đôi mắt sưng húp và chìm vào cơn ác mộng. Khi ông Orazio đến và lắng nghe các bác sĩ nói, ông không tin vào sự tiên đoán của họ. Hắn không chết đâu. Mẹ nó sẽ chữa khỏi. Các bác sĩ vỗ vai ông thông cảm. 2. Cha Pio bắt đầu được in năm dấu. Con có ngủ được không? Mẹ ngài hỏi. Cha Pio mỉm cười trả lời. Con ngủ thật ngon và đã có thể thi hành bổn phận của con rồi. Dưới sự chăm sóc của người mẹ, ngài cảm thấy như con người cũ sống lại. Và cũng thật sung sướng để mặc lại chiếc áo ròng. Và trong vài tháng nữa ngài có thể quên đi cái tên binh nhì Foxyuan và bắt đầu nghĩ đến cha Pio. Sau khi hồi phục, ngài lại bắt đầu bận rộn. Ngài dựng cả một túp lều tranh gần cây đu to lớn để có thể đến đó đọc sách và cầu nguyện. Ngài chọn một chỗ trong cánh đồng ở bìa làng tại nơi gọi là Piana Romana, do gia đình Foxyuan làm chủ. Trong khu vực này có vài căn nhà nhỏ và các nhà nguyện để săn sóc và có chỗ cho các nông dân đến tá túc. Ngài từ túp lều về nhà vào một ngày nóng bức trong tháng 9. Đó là ngày thứ 6. Và giáo xứ đang chuẩn bị kỷ niệm năm dấu thánh của Thánh Francisco. Khi bước vào nhà, bà Giuseppa đang quét dọn gần lò sưởi trong bếp thấy ngài vung vẩy đôi tay một cách kỳ lạ. Con làm gì vậy? Bà vừa cười vừa hỏi đùa. Con đang chơi đàn guitar hả? Cha Pio không cười. Trả lời. Không. Nhưng con cảm thấy nóng ghê gớm ở lòng bàn tay và lưng bàn tay. Nụ cười của bà Giuseppa chợt tắt. Về sau bà hỏi cha John Salvatore. Điều đó có thể là gì? Cha kinh ngạc lắng nghe bà kể. Cha kết luận. Tôi tin là Francis được in dấu thánh vô hình.
dấu thánh là vết thương giống như của Chúa Giêsu trên thập giá, được in một cách lạ lùng trên thân thể của một vài người, như Thánh Francisco Assisi. Bà Giuseppa nín thở. Đôi mắt bà mở lớn như cố để thấu hiểu một điều kỳ lạ. Đừng sợ. Cha John Salvatore đặt tay trên đôi vai run rẩy của bà. Con của bà đang đi đúng đường. Ngài được Chúa chọn để chịu đau khổ thay cho người khác. Bà lau những giọt nước đong đầy trên mắt. Cha an ủi bà. Bây giờ, bà phải biết ơn Chúa. Vì Francis là một trong những người được Chúa chọn. Cha John Salvatore được Chúa chọn. Cha John Salvatore quyết định không tiết lộ điều này cho bất cứ ai, ngoại trừ bề trên của cha Pio. Về sau ngài viết thư trình lên tòa thánh Vatican. 3. Cha Pio giúp người và về sống tại tu viện Rotondo. Bất cứ đâu cha Pio đến, tiếng đồn về sự thánh thiện của ngài đã đến trước. Có một số người gọi ngài là tiên tri nhỏ. Vào đầu năm 1916, ngài được sai đến tu viện Thánh Anna cũ kỹ ở Foggia. Trong thời gian đó, tu viện ở ngoại ô thành phố và chung quanh là cánh đồng để ngài đi bách bộ. Thỉnh thoảng ngài dừng chân ở nguyện đường Bảy Thánh Giá gần đó. Ngài dâng lễ trong nhà nguyện nhỏ bé của tu viện hoặc ở bàn thờ chính hoặc ở bàn thờ Đức Mẹ Pompei. Trong khi ở Foggia, ngài nhận được lá thư của một phụ nữ hỏi ngài là em trai của bà nên đi lính hay ở ngoài dân sự. Cha Pio viết thư trả lời cho ông. Sự nghiệp nào ông chọn cũng không thành vấn đề, vì ông sẽ thành công. Thiên Chúa sẽ đối xử với ông như ông đối xử với người dưới quyền. Chị ông và gia đình khi nhận được thư trả lời của ngài, họ rất ngạc nhiên. Cho đến khi một binh nhì đến thăm họ và cho biết em trai của bà đã đối xử với các người dưới quyền như người cha đối xử với con cái. Bà tự hỏi, làm thế nào mà cha Pio biết điều đó? Em bà trở về đời sống dân sự và đã thành công. Một linh mục thuộc giáo xứ Cagnano cũng để ý theo dõi các lời tiên tri. Một ngày kia, để được quen biết hơn với vị tu sĩ Capuchin trẻ tuổi này, ngài mời cha Pio dùng cơm. Bà bếp của vị linh mục này ngỏ ý. Con phải nói chuyện với cha Pio. Ngài có tài đọc được tâm hồn người khác. Người ta nói ngài là thánh. Vị linh mục lắc đầu nói với bà. Tôi không nghĩ là ngài có thời giờ cho bà. Trong suốt bữa cơm, bà bếp kiên nhẫn chờ đợi. Khi cha Pio từ giã, bà đi theo ngài xuống cầu thang. Đến giữa chừng, ngài quay lại nói với bà. Bà muốn nói gì với tôi? Bà có thể nói ngay bây giờ. Trước khi bà kịp trả lời, ngài nói thêm, bà muốn tận hiến cho Đức Giêsu Nazareth. Bà gật đầu công nhận là trong vài ngày gần đây bà đã lặp đi lặp lại câu nói ấy. Nhưng bà có ý định khác. Bà dì của con đang đau nặng. Cha Pio trả lời, chúng ta sẽ cầu nguyện và vâng theo ý Chúa. Con cũng có đứa cháu gái bị lở loét ở đầu và ở chân tay. Ngài gật đầu. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho nó. Không bao lâu, dì của bà qua đời. Nhưng đứa cháu của bà đang nằm liệt giường và không thể đi đứng được. Cảm thấy như có ai hiện diện bên cạnh và đẩy cô ra khỏi giường. Cô nói với cả nhà ấy như có ai hiện diện bên cạnh và đẩy cô ra khỏi giường. Cô nói với cả nhà,
như thể có luồng gió lôi con đứng dậy. Sau này cô xưng tội với cha Pio. Và khi xưng tội xong, cô còn chần chừ muốn nói chuyện với ngài nữa. Nhưng ngài đột ngột từ giã và đi vào trong nhà thờ. Cô bật khóc. Một linh mục trẻ đi ngang hỏi: "Sao con khóc?" Cô nức nở một cách đau khổ. "Cha Pio không muốn nghe con nói. Ngài bỏ con mà đi. Chắc con muốn nói với ngài là con ao ước đi tu làm bà sơ phải không?" Cô ngước mắt nhìn. "Dạ phải." Vị linh mục trẻ mỉm cười. "Nói đùa. Bởi vậy ngài mới bỏ đi." Lát sau cha Pio trở ra và thấy cô vẫn còn đợi ngài. Cô vội chạy đến, hôn tay ngài và cầm tay ngài đặt lên đầu cô. Ngài từ tốn nói: "Cẩn thận, vết thương đầu sẽ làm con đau và tay cha cũng đau nữa." Mắt cô tròn xoe. Cô đang cầm tay ngài đặt lên chỗ vết thương trên đầu mà cô đã cẩn thận lấy tóc che đi. Cô sững sờ đứng nhìn trong khi ngài thong thả bước đi. Sau đó không lâu cha Pio biết rằng mình hay bị sốt. Khí hậu nóng và bất thường ở Foggia đã làm bệnh cũ tái phát. Và ngài bắt đầu thúng thắng ho. Cha bề trên nhận xét: "Có lẽ con phải trở về Piacenza." Cha Pio suy nghĩ về điều đó. Ngài cảm thấy vui khi được biết ý kiến vì lần này ngài cảm thấy không muốn về Piacenza. Một điều gì sâu thẳm trong tâm hồn ngài khao khát sự bình an và yên tĩnh, sự cô độc để suy niệm. Cha Paulino, bề trên tu viện ở San Giovanni Rotondo, đề nghị rằng khí hậu ở tu viện ấy sẽ có lợi hơn cho cha Pio. Mọi người đều tán thành và vào ngày 22 tháng 7 năm 1916, cha di chuyển đến đó. Không khí miền cao nguyên thích hợp với cha, và chỉ 2 tháng sau cha đã cảm thấy khỏe mạnh và sẵn sàng trở về Foggia. Nhưng cha bề trên nghĩ cha Pio phải sống thường xuyên ở San Giovanni Rotondo. Vì vâng lời cha đã thuyên chuyển đến đây vào tháng 12. Mừng cha trở lại, cha Paulino nói. Ngài chăm chú nhìn cha Pio qua cặp kính tròn nhỏ xíu bám trên sống mũi dài. Bộ râu xám không được cắt tỉa của cha đã dài tới một gang tay lủng lẳng ở dưới cằm. Cha Pio mỉm cười. Con cũng mừng được trở lại đây. Cha được giới thiệu với các thầy Agostino, thầy Fernando, thầy Gaudenzio và thầy Arcangelo. Với thầy Nicola thì cha đã gặp khi đến đây lần đầu. Cha Paulino nói, phòng của cha số 5. Phòng của ngài, bên cạnh phòng cha giải tội, là cha Agostino. Trên cánh cửa có khắc một hàng chữ, thập giá luôn sẵn sàng chờ đợi bạn bất cứ đâu. Đó là một căn phòng rất đơn sơ với cây thánh giá độc nhất treo trên tường ngay đầu giường nhỏ bé. Trong phòng chỉ có một cái ghế và cái bàn gỗ mà trên đó có tấm hình gia đình của ngài với ảnh Đức Mẹ bế Hải Nhi Giê-xu. Cha bề trên ra lệnh gắn máy sưởi trong phòng của ngài để khỏi bị lạnh. Nhưng cha Pio đã yêu cầu tháo ra. Ngài không muốn một đặc ân nào mà các anh em tu sĩ của ngài không có. Đời sống bắt đầu ổn định. Và không bao lâu cha Pio đã quen với công việc hàng ngày là cử hành thánh lễ, cầu nguyện chung với các tu sĩ khác. Ngài tự thu mình trong nhà nguyện hàng giờ để cầu nguyện và suy niệm dưới chân thánh giá. Tu viện Đức Mẹ Ban Ơn được xây cất năm 1540. Năm 1624 một trận động đất làm hư hại. Và tu viện được trùng tu lại vào năm 1629. Trong khi xây cất lại,
Camillo Delelis đến đó. Các thầy dòng rất tử tế với ông, và ông đã đáp trả bằng cách giúp họ trong việc xây cất. Ông cất chỗ tạm trú gần tu viện và sống ở đó một thời gian ngắn. Sau này, ông được phong thánh. Thánh Camillus, người sáng lập nhiều bệnh viện và có nhiều người thiện chí phục vụ bệnh nhân. Đã hai lần các cha dòng Capuchin đã buộc phải rời bỏ tu viện. Lần thứ nhất là năm 1810, sau lệnh đàn áp tôn giáo của Joseph Bonaparte, nhưng họ trở lại vào năm 1814. Lần thứ hai vào năm 1867, sau khi bị đàn áp bởi những luật lệ của Thái tử Eugenio Zaccarignano. Trong 40 năm, tu viện được dùng làm nhà ở cho người nghèo. Nhưng vào ngày 4 tháng 10 năm 1909, tu viện được mở cửa lại. Chính yếu tu viện là một ngôi nhà nhỏ bé, nghèo nàn, làm bằng đá xanh thô sơ. Để vào tu viện phải đi qua một nhà thờ nhỏ. Dọc theo hành lang là hình các thánh của dòng. Cao trên bàn thờ là ảnh Đức Mẹ Ban Ơn thật đẹp. Và dưới đó là ảnh Thánh Mikae và Thánh Francisco. Cách tu viện hơn một dặm là thành phố cổ xưa San Giovanni Rotondo, treo leo trên gành núi của cao nguyên Gargano. Với dân số 20.000 mà phần lớn là nông dân và người chăn cừu. Điều kiện sinh sống của họ thật thô sơ, vì thành phố này hầu như tách biệt với thế giới vì thiếu đường xá và phương tiện di chuyển nhanh chóng. Điện và nước, và ngay cả hệ thống dẫn nước thô sơ cũng không có. Các gia đình đông con buộc phải sống trong các túp lều tồi tàn như những cái hang khoét vào vách núi. Bệnh tật lan tràn vì sự ẩm ướt và điều kiện sống quá nghèo nàn. Khả năng của các bác sĩ cũng bị hạn hẹp khi phải chữa trị khẩn cấp trong nhà của bệnh nhân. Tên San Giovanni có từ thời xa xưa khi một ngôi đền hình tròn được dâng cúng cho Giuliano. Ngôi đền này đã thêm vào cho thành phố chữ Rotondo, có nghĩa là tròn. Và tên San Giovanni là tên nhà thờ đầu tiên được xây cất ở đây. Dẫn đến thành phố chỉ có một con đường dốc, lưu từ gần một thế kỷ và cây hạnh nhân tiếp nối nhau thành con đường dẫn đến các ngọn đồi toàn đá gần đỉnh núi mà trên ấy chỉ có những bụi cây còi cọt. Cha Pio cảm thấy thoải mái với chỗ ở mới này, vì nó thật yên tĩnh. Một thầy dòng hỏi ngài, cha chỉ ăn có thế thôi sao? Thầy đăm đăm nhìn vào đĩa rau broccoli có vắt tí chanh. Rau broccoli mọc dại ở ngoài đồng, không mất tiền mua và bởi thế đó là món rau ăn hàng ngày. Cha Pio gật đầu. Và cái này nữa. Vừa nói cha vừa lấy miếng bánh mì. Thầy dòng khuyên, cha sẽ khỏe hơn nếu cha ăn thêm chút nữa. Cha Pio nhìn thầy, che giấu vẻ khó chịu. Ngài muốn họ chú ý vào việc ăn uống chứ đừng để ý đến sức khỏe của ngài. Thầy dòng vẫn dai dẳng. Nếu chỉ ăn có như vậy thì việc ăn chay sẽ làm cha yếu đi. Tốt hơn cha nên ăn thêm giữa những lần ăn chay. Các thầy khác ngồi cùng bàn đồng ý. Một thầy nói, dĩ nhiên, đó là tùy ý cha. Cha Pio để cái nĩa rơi xuống bàn gây thành tiếng động. Cha lạnh lùng nói, các thầy thật tử tế đã nhắc nhở tôi. Ngài chụp vội lấy sách nhật tụng để bên cạnh đĩa và đi về phòng. Ngài ngồi xuống cạnh giường, tự hỏi, tại sao ngay cả những bạn bè cũng xía vào bổn phận của mình với Chúa? Mình phải chiến đấu với ma quỷ và tay sai của chúng chưa đủ hay sao? Đêm ấy cha chập chờn trong giấc ngủ, dằn vặt về sự việc xảy ra. Cha biết rõ là việc ăn chay 20 ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe,
nhưng cha còn phải tiếp tục hãm mình. Cha biến những đêm mất ngủ trở nên hữu ích. Cha rất thích viết và dùng thời giờ ban đêm để viết cho những người cần sự giúp đỡ nhưng không thể đến tu viện được. Thường những lá thư thì dài, thân thiện và kiên quyết nhấn mạnh đến sự can đảm một cách anh hùng và sự kiên nhẫn vác thập giá. Cha viết, vì lòng thương xót mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta trên đường Calvario để bước theo Thầy Chí Thánh. Chính qua lòng thương xót này mà chúng ta được sống giữa đám đông dân chúng. Đừng quên các linh hồn của họ. Hãy gần với họ. Đừng hoảng hốt khi nhìn thấy thập giá mà chúng ta phải vác, hay đoạn đường dài mà chúng ta phải đi, hay dốc độ của ngọn đồi. Hãy mạnh dạn lên vì biết rằng sau khi lên đến Calvario sẽ có một con đường khác, dẫn lên núi của Thiên Chúa đến Jerusalem thiên đàng. Và con đường ấy thật dễ dàng. Vào một dịp khác cha viết, có một điều mà Thiên Chúa không thể khước từ trong tạo vật tội lỗi của người. Và đó là lòng khao khát yêu thương Chúa một cách chân thành. Hãy cố chịu lễ hàng ngày. Hãy gạt bỏ những ý tưởng phi lý. Hãy hân hoan tin tưởng và vâng lời cách mù quáng. Đừng sợ sự dữ. Vũ khí đưa dẫn bạn đến sự chiến thắng là phó thác sự phán đoán của chính mình cho những người có nhiệm vụ dẫn dắt bạn qua những phấn đấu và phức tạp của đời sống. Cha Pio rất coi trọng những ngài nhận được. Và trong thư hồi âm ngài luôn luôn viết những lời an ủi, tín thác cũng như khuyên bảo. 4. Cha Pio được ơn ở hai nơi. Ngài cứu một sĩ quan sắp giơ súng tự tử. Trong thế chiến Y, tướng Luigi Cadona nhận thấy chiến tranh Libya và cuộc chiến chống với quân đội Áo đã làm binh lính ông kiệt quệ. Lính của ông bị đẩy lui về Caporetto và ông phải chịu trách nhiệm về sự bại trận. Trong doanh trại ở Libya, Phi Châu, tinh thần ông sa sút trầm trọng. Ông nói với người hầu cận khi hắn bước ra khỏi lều của ông. Bất cứ chuyện gì xảy ra hãy mặc kệ tôi. Ông rút khẩu súng đang đeo bên hông. Ông đứng trầm ngâm tuyệt vọng một hồi lâu. Đôi tay buông thõng với khẩu súng còn nắm chặt. Từ từ ông nâng súng lên và chĩa mũi súng vào thái dương bên phải. Đó là hành động điên rồ. Ông quay phắt người lại và nhìn chừng chừng vào đôi mắt dịu dàng của cha Pio. Cha không trả lời. Ngài tước cây súng khỏi tay viên tướng, đặt xuống bàn và bỏ đi một cách êm thắm như khi ngài xuất hiện. Viên tướng vội vã chạy ra khỏi lều, tìm kiếm bóng dáng cha Pio nhưng ngài đã biến mất trong đêm tối. Tôi đã bảo không ai được quấy rầy tôi mà. Ông giận dữ la mắng những người lính canh. Họ ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng ai trong bọn họ trông thấy vị tu sĩ Capuchin đó cả. Tướng Cadona không ngừng tìm kiếm vị linh mục trẻ đã ngăn cản ông tự tử. Sau nhiều ngày liên tục dò hỏi, ông được chỉ đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn ở San Giovanni Rotondo nơi cha Pio được sai đến. Ở đó ông nhận ra vị linh mục trẻ ấy đang cầu nguyện trong nhà thờ. Ông nói với một thầy, tôi phải thưa chuyện với ngài. Và ông giải thích về ơn cứu tử mà ông đã nặng nợ. Sau khi lắng nghe câu chuyện, thầy dòng nói, điều đó không thể nào xảy ra được. Vì cha Pio không bao giờ rời khỏi San Giovanni Rotondo. Viên tướng ra về, lòng thật hoang mang. Trong khi các thầy nghĩ rằng lại một sự trùng hợp tương tự như những lần trước mà họ được phúc trình. Họ được biết người ta nhìn thấy cha Pio hai lần ở Roma. Một lần bởi vị giám mục tham dự buổi lễ phong thánh cho thánh Teresa Lisieux. Và một lần ở mộ thánh Pio X.
là người mà cha Pio tôn kính nhất trong các vị giáo hoàng, vì ngài chất phác và hiền lành như Đức Kitô. Cả hai trường hợp, các thầy đều trông thấy cha Pio thi hành bổn phận hàng ngày ở tu viện. Lưỡng tại là vấn đề được nêu lên khi các phúc trình tiếp tục nói rằng vị linh mục trẻ này đã hiện diện tại hai chỗ khác nhau cùng một lúc. Trong lịch sử giáo hội, chỉ có vài vị thánh được ơn đặc biệt ấy, như Thánh Anton Padua, Thánh Alfonso Liguori và Thánh Martin Zepores. Cha Pio không để ý đến những điều bàn tán về ngài và tiếp tục thi hành bổn phận mình. 6 tháng tạm rời quân ngũ đã trôi qua, nhưng ngài không trở về đơn vị. Ngài thật sự đắm chìm trong nhiệm vụ. Một tu sĩ Capuchin nhìn cha Pio sửng sốt thốt lên: "Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cha khỏe mạnh là dường nào." Ngài lắc đầu kinh ngạc nhìn ngắm thân hình gọn gàng của cha Pio. Cha trông có vẻ trẻ hơn 30 tuổi. Cái nhợt nhạt bệnh hoạn đã tan biến trên khuôn mặt, và bộ râu rậm rạp hơn khiến ngài nhìn có vẻ to ra. Cha Pio trả lời: "Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi tôi cảm thấy khỏe mạnh là dường nào." Mặc dù ngài hãm mình một cách khắt khe, sức khỏe của cha Pio đã tăng tiến nhiều đến độ ngài có thể trông coi phần tinh thần của các thầy trong trường dòng. Và ngay cả khi em ngài, cô Grazia, gia nhập một dòng tu ở Roma, ngài cũng có thể tháp tùng cô đến đó. Hàng tháng gia đình ngài đến thăm, và ngài cũng mong đợi được gặp lại người trong nhà. Các cô con gái bây giờ đã lớn. Thời gian đã cướp đi sức khỏe của ông bà Orazio, và những nếp nhăn nheo trên khuôn mặt và tay chân làm họ già đi nhiều. Bất cứ khi nào có ai trong nhà cần sự khuyên bảo, ngài đều tận tình hướng dẫn họ. Cha Pio nổi tiếng là cha giám đốc tinh thần. Một cha Capuchin nhớ rằng cha Pio làm việc hết lòng để vinh danh Thiên Chúa và để thánh hóa những người trẻ dưới sự chăm sóc của ngài. Các sinh viên chúng tôi tôn trọng và biết ơn sự nhân từ và thành thật của ngài. Chúng tôi tôn trọng ngài vì lòng đạo đức sâu xa của ngài. Chỉ cần nhìn ngài dâng thánh lễ thôi cũng đã đủ để chúng tôi tin rằng ngài là một linh hồn chỉ sống cho Thiên Chúa. Công việc hướng dẫn tinh thần của ngài không chỉ giới hạn trong các đệ tử và chủng sinh, mà còn nới rộng cho cả những người sống trong thành phố. Qua phương cách này mà nhóm thân hữu đầu tiên của ngài được thành hình, được gọi là con tinh thần. Không bao lâu, một nhóm dòng ba Francisco được thành lập để phổ biến sự giảng dạy của ngài. Cha Pio được dân chúng ở San Giovanni Rotondo biết đến qua sự thông cảm và sự lưu tâm đến hoàn cảnh của họ. Ngay từ đầu, dường như ngài khao khát phục vụ dân chúng qua bí tích hòa giải. Thiên tài an ủi người tội lỗi đã thu hút dân chúng. Người nghèo, người đau yếu và người tuyệt vọng đã tìm đến tu viện Đức Mẹ Ban Ơn. Ngài có những lời nhân từ hoặc lời an ủi cho bất cứ ai. Một dân làng nói: "Ngài có sự nhẫn nại không cùng." Tất cả mọi người đều khẳng định là ngài yêu thương hết mọi người. 5. Cha Pio bị nghi là lính đào ngũ, nhưng lại được giải ngũ luôn. Binh nhì Francis Foggioan có tên trong danh sách đào ngũ. Khi 6 tháng tạm rời quân ngũ đã qua và ngài không trở về đơn vị, viên sĩ quan chỉ huy đã viết thư cho quận trưởng Piacenza, ra lệnh điều tra. Ông quận trưởng tuân lệnh và viết thư trả lời rằng không có ai tên Francis Foggioan ở thành phố này cả. Một ngày kia, khi thấy chị dâu của cha Pio là Felicia Mason ở Piacenza, ông quận hỏi: "Cô có biết ai là Francis Foggioan không?"
Khuôn mặt trái xoan của Felicia nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên là có. Ngài là em của tôi. Cha Pio. Hiện ngài đang sống trong tu viện ở San Giovanni Rotondo. Ngay lập tức ông quận Piacenza viết thư cho quận trưởng San Giovanni Rotondo và nói với ông ấy là trong vùng có một tên đào ngũ. Nhưng ông lại quên nhắc đến tên cha Pio. Quận trưởng San Giovanni Rotondo bắt đầu lục soát binh nhì Francis Foggiuan. Như bao nhiêu người khác mỗi khi được hỏi, họ đều trả lời: tôi chưa bao giờ nghe cái tên ấy cả. Đó là ngày lộng gió và buốt lạnh khi một thầy trong tu viện trông thấy ông quận lững thững trên quãng đường vắng. Khuôn mặt hồng hào của ông đã trở nên tái mét vì lạnh. Thầy hỏi: ông làm gì ở đây trong cái thời tiết lạnh lẽo này? Tôi đang tìm một tên đào ngũ, Francis Foggiuan. Thầy dòng nghe thấy thất kinh. Chắc là ông lầm rồi. Francis Foggiuan là tên tục của cha Pio. Vậy hắn ở đây hả? Ở trong tu viện. Nhưng chắc là ông lầm. Thầy dòng cả quyết, vẻ lo lắng. Ông quận lắc đầu, hơi thở dồn dập trong tiếng gió rít. Không, hắn là tên đào ngũ, không nghi ngờ gì cả. Thầy dòng không nói nên lời, cũng chẳng biết phải làm gì, trong khi ông quận vội vã lên đường. Khi tới tu viện thì trời đã sẫm tối. Cha có phải là Francis Foggiuan không? Ông quận hỏi một linh mục đẹp trai được các thầy chỉ cho ông. Cha Pio quay lại và nhìn vào khuôn mặt xanh tái của ông. Ngài nói: phải. Bây giờ tôi được gọi là cha Pio. Ông bối rối khi bắt gặp ánh mắt hiền từ của cha Pio. Nhưng cha có phải là Francis Foggiuan không? Phải. Cha Pio nhìn thấy sự lúng túng của ông và ngài mỉm cười để bớt căng thẳng. Ông có gì muốn nói với tôi? Ông quận hít một hơi dài và nói: tôi được lệnh để buộc cha phải trở về đơn vị ngay lập tức. Không phản đối. Cha Pio hỏi: ngày mai có được không? Ông quận gật đầu, ngạc nhiên. Việc đó là tùy ở cha. Một khi cha nói là sẽ trở về đơn vị thì tôi tin như vậy, cha là người của Chúa mà. Cha Pio sững sờ. Bộ tôi không phải là người của Chúa hay sao? Ông nhún vai và bỏ ra về. Có một điều gì nơi người tu sĩ mà ông không hiểu nổi. Sáng hôm sau cha Pio đến Napo. Ngài mặc quân phục và mang theo áo ròng để trong cái túi vải. Anh bị rắc rối to. Foggiuan, một sĩ quan ròng để trong cái túi vải. Anh bị rắc rối to. Foggiuan, một sĩ quan cao lớn nghiêm nghị nói với ngài. Thật rắc rối. Cả hai đi vào văn phòng của viên sĩ quan. Tôi không chắc là tôi hiểu ông muốn nói gì. Cha Pio vừa nói vừa suy nghĩ về câu cả quyết vừa rồi. Không hiểu. Viên sĩ quan ngắt lời. Ông xoay người đi đi lại lại đằng sau bàn giấy. Ông nghĩ là một linh mục thì có quyền đi đứng bất cứ khi nào ông muốn. Ngồi an toàn ở nhà thờ trong khi có những người phải ra tiền tuyến và chết ở đó. Những lời đay nghiến như cái tát vào mặt. Cha Pio cảm thấy gò má nóng bừng. Cắn chặt hàm răng để dằn sự tức giận. Ngài thò tay vào túi. Điềm tĩnh lấy ra tờ giấy mà ngài đã nhận khi được về nhà dưỡng bệnh. Ngài thong thả đọc. Đợi một lệnh khác sau khi thời hạn tạm vắng mặt đã mãn.
Ngài ngưng đọc và ngước nhìn viên sĩ quan. Hôm qua tôi mới nhận được lệnh phải đến Napo. Và hôm nay tôi đã có mặt. Viên sĩ quan đăm đăm nhìn ngài. Miệng há hốc. Ông chỉ tay vào cha Pio. Cha nghĩ. Và ông chưa kịp dứt câu thì ngài đã đưa tờ giấy cho ông xem. Vừa đọc viên sĩ quan vừa lắc đầu. Cảm thấy bối rối. Ông mỉm cười và tay chân lúng túng ra dấu. Tôi không bao giờ nghĩ cha là người đào ngũ. Nhưng cha hiểu là tôi có việc phải giao cho cha. Cha Pio gật đầu một cách nghiêm trang và cất tờ giấy đi. Tôi thấy không có lý do gì để buộc tội cha. Nhưng tôi muốn cha đến bệnh viện để khám bệnh trước khi trở về doanh trại. Các bác sĩ đã sững sờ khi thấy cha Pio bước vào phòng khám bệnh. Chính vị bác sĩ đã quả quyết ngài không thể sống qua 6 tháng lên tiếng. Thật lạ lùng. Chúng tôi cứ nghĩ không tài nào cha sống nổi. Cha Pio cởi bộ quân phục. Chờ hai vị bác sĩ khám bệnh. Sau khi họ hoàn tất, cha hỏi, các ông quyết định thế nào? Một trong các bác sĩ giúp ngài mặc lại quần áo. Ông khoác vai cha Pio. Thưa cha, chúng tôi sẽ đề nghị cho cha giải ngũ ngay lập tức. Sao vậy? Cha Pio ngước nhìn. Ngạc nhiên. Cha vẫn còn vi trùng lao. Cha Pio sững sờ trong giây lát. Và với nụ cười trên môi, ngài ngỏ lời. Cảm ơn ông. Họ nhìn ngài bước ra cửa. Trông ngài có vẻ buồn bã và cô đơn. Trước khi cha Pio ra khỏi bộ tư lệnh, một sĩ quan trẻ nói với ngài. Xin cha ký vào tờ giấy này là xong. Cha Pio đọc qua tờ giấy và hình như ngài có điều bất đồng ý. Ngài nhìn viên sĩ quan đang mỉm cười. Đây là số tiền lương. Nhưng tôi không làm gì để đáng nhận số tiền ấy cả. Viên sĩ quan cười thành tiếng. Nhưng có ai biết điều đó? Viên sĩ quan cười thành tiếng. Nhưng có ai biết điều đó? Có Chúa biết và tôi biết. Câu trả lời của cha làm anh sững sờ. Viên sĩ quan cố lý luận. Cha coi, nếu cha không nhận số tiền này, thì cha biết phải mất bao nhiêu thời giờ để làm lại giấy tờ không? Nó còn tốn kém hơn cả số lương của cha nữa. Cha Pio tư lự trong giây lát. Tôi có thể yêu cầu gửi về tu viện cho người nghèo trong thành phố không? Cái đó là tùy cha. Viên sĩ quan trả lời. Chúng tôi sẽ gửi đến bất cứ địa chỉ nào mà cha cho biết. Cha Pio cảm thấy hài lòng. Một lần nữa cha lại cởi bỏ quân phục để mặc lấy chiếc áo ròng và trở về tu viện với tư cách là cha Pio. Quên đi cuộc đời của binh nhì Fox Juan. Trên đường về, ngài dừng chân ở Piacenza để thăm gia đình. Con sẽ không cần đến nó nữa. Ông Orazio vừa nói vừa nhìn ngắm bộ quân phục sạch sẽ, thẳng nếp của ngài. Cha Pio gật đầu. Ngài biết ông đang nghĩ gì. Ngài vừa lắc đầu vừa nói.